Hello, xin chào tất cả quý vị khán giả đã quay trở lại kênh Mission Thiện. Anh Nhân Haseyo, Mission Nimita. Quay trở lại phần 172 ngày hôm nay thì Mission sẽ làm ra một cái video clip tổng hợp nha quý vị. Mission sẽ nói về sư Nguyễn Phương Hằng, rồi sư Thích Minh Tuệ, rồi vụ việc của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng ở bên Mỹ nha quý vị. Rồi, vấn đề của em vô ơn và em ăn cướp nữa quý vị. Cho nên ngày hôm nay Mission sẽ làm một cái video clip tổng hợp nha quý vị. Thì trước khi mà Mission chia sẻ cái phần 172 này thì Mission xin cảm ơn đến tất cả quý vị khán giả đã yêu thương và gửi lời chúc mừng đến sinh nhật của Mission nha quý vị. Và ngày hôm nay quý vị thấy là Mission mặc cái đầm có đẹp không quý vị? Đó, đầm này là của một cái chị khán giả ở bên Úc tặng cho Mission đó quý vị. Trời ơi, phải nói là biết là Mission 7 màu cho nên là tặng phải nói là cái đầm rất là ưng ý, rất là dễ thương quý vị. Mission thích cực kỳ luôn đó. Thì bây giờ ở trên đây thì Mission xin cảm ơn đến tất cả các anh chị đã gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Mission. Và cũng xin gửi lời đến tất cả các anh chị em mà đã gửi cái quà sinh nhật cho Mission. Cái thứ nhất là cái con cá 7 màu và mấy cái cây cài á là của em ở quận 5 nha quý vị. Đó, rồi tiếp theo nữa là tất cả những cái món quà này là thuốc đây quý vị. Tại vì Mission sống là nhờ thuốc mà. Cho nên là cảm ơn chị Phương ở bên Mỹ đã gửi tất cả những cái thuốc bổ này về cho Mission. Rồi tiếp theo nữa là xin cảm ơn em Trang ở bên Canada đã gửi cho chị Mission 6 hộp sữa Ensure. Rồi cảm ơn em ở ngoài Phan Thiết mấy chai nước mắm của em. Và cảm ơn em ở quận 10 và nem chua của em ấy rất là ngon quý vị. Cho nên là ai mà muốn ăn nem chua thì đặt em ấy giao tận nơi luôn nha quý vị. Nem chua này phải nói rất là ngon, Mission thèm ăn dữ lắm. Mà mỗi lần thèm ăn là Mission nói á, là em bán cho chị đi chứ đừng có tặng cho chị nữa, mà nhất quyết không lấy tiền. Gửi cho chị Mission 3 lần rồi đó quý vị. Và tiếp theo nữa là chị ở dưới Bến Tre nha quý vị. Ở dưới vùng biển Bình Đại Bến Tre thì có gửi lên cho Mission tới 3 thùng lận quý vị. Một thùng là cua gạch, tổng cộng tới 15 con lận đó quý vị. Rất là to luôn, con nào con nấy rất là to luôn. Rồi thêm cái thùng thứ hai, cua này thì Mission không biết là tên nó là cua gì. Nhưng mà khi mà Mission đi biển thì người ta hay gọi là cua đá quý vị. Ăn rất là ngon, thêm một thùng. Rồi thêm một cái thùng nữa đó là cá đối quý vị. Ăn rất là ngon nha, cá đối mà nấu canh chua. Rồi nấu lẩu đó quý vị, ngon lắm. Và tiếp theo nữa là cảm ơn chị Hằng Ni ở bên Úc tặng cho Mission 3 cái đầm. Đó, thì trong đó có cái đầm ở chính giữa là Mission đang mặc đây quý vị. Còn hai cái đầm kia chưa có mặc nữa quý vị. Nhưng mà đầm nào cũng rất là hợp ý của Mission luôn, rất là thích. Phải nói là dễ thương lắm quý vị. Phải nói là khán giả của Mission mà khi ra ngoài nè, đi chợ nè, hoặc là đi shopping nè, mà thấy những cái gì nó 7 màu là tự nhiên nhớ tới Mission là mua tặng cho Mission thôi. Rất là dễ thương quý vị. Rồi cuối cùng nữa là một cái thiệp của một em gái thiết kế ra và chúc mừng Happy Birthday chị Mission Thiện, Hoa hậu doanh nhân thế giới người Việt Mission Thiện năm 2024. Đó, thì cái lời chúc của em ấy đến tôi như thế này đây nè quý vị. Sinh nhật vui vẻ nhé chị của em, tuổi mới chúc chị vững vàng phong độ. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút trôi qua là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Cảm ơn chị đã cho em cơ hội để nói chuyện cùng chị. Hôm nay sinh nhật của chị, em cảm thấy biết ơn vì điều đó. Em chúc chị sinh nhật vui vẻ, đón tuổi mới trong niềm vui, hạnh phúc và luôn thật khỏe mạnh. Tuổi mới kiếm thật nhiều tiền và luôn là tấm gương sáng cho đại gia đình noi theo. Mãi là người chị xứng đáng để em và khán giả yêu mến. Em không giỏi ăn nói, nghĩ như thế nào thì nói như vậy. Nhưng em biết chắc một điều là em không nhìn sai người. Em tôn trọng chị như cách mà chị đã từng tôn trọng khán giả của mình. Em quý mến chị không phải chị có điều kiện, càng không phải quý chị vì sự nổi tiếng của chị, mà em quý chị từ chính con người thật của chị, dám sống thật và không chịu khuất phục trước bất kỳ cá nhân nào sẵn sàng đứng ra bảo vệ người yếu thế hơn mình. Một điều mà em nghĩ không ai có thể làm được giữa thời buổi nhiễu nhương này. Con người tranh nhau, dẫm đạp lên con người để tồn tại. Chỉ có chị là rất khác biệt so với họ. Tại sao có nhiều người xét về điều kiện thì họ hơn chị, mà xét về đạo đức thì họ không thể nào so sánh được với chị? Em nghĩ đơn giản, đạo nào thì cũng quy chung về hai cái chữ đạo đức. Mà chị là người khác biệt so với số đông. Đó là ưu điểm của em công nhận, học hỏi, ngưỡng mộ và quý mến kính trọng chị như hiện tại. Một lần nữa em chúc chị sinh nhật thật là vui vẻ bên cạnh gia đình, bạn bè, bên các con và ông xã của chị nhé. Happy birthday Hoa hậu doanh nhân Mission Thiện, người truyền cảm hứng, mãi yêu chị, dễ thương không quý vị? Trời ơi, dễ thương gì đâu đó quý vị. Cho nên là qua đây,
Mission xin gửi lời đến tất cả các anh chị em đã yêu thương Mission và đã theo dõi Mission suốt trong thời gian mà Mission có ở trên không gian mạng trong thời gian 4 năm nay. Đây là cái sự yêu thương thật lòng của tất cả quý vị khán giả dành cho Mission. Thật sự mà nói là nó không có gì hạnh phúc hơn quý vị. Tại vì khi mà Mission lên trên không gian mạng thì Mission không nghĩ rằng là Mission sẽ được tất cả những người yêu thương quý mến Mission như thế này đâu quý vị. Phải nói là một cái món quà mà không thể nào mua được bằng tiền. Cho nên là nhân ngày sinh nhật của Mission thì Mission xin tri ân và cảm ơn đến tất cả các cô chú anh chị đã theo dõi Mission và ủng hộ Mission và luôn luôn học hỏi và cảnh giác những gì mà Mission chia sẻ đến cho tất cả mọi người. Có những cái Mission chia sẻ để cảnh giác, có những cái Mission chia sẻ để cho anh chị em học hỏi và rút kinh nghiệm. Cho nên là Mission mong rằng tất cả những cái clip mà Mission chia sẻ đến tất cả các anh chị nó sẽ có ích đến cho cuộc sống của mình, để áp dụng cho cuộc sống của mình ngày càng tốt đẹp hơn. Dù là trên mạng xã hội hay là ngoài đời, mình có cái tấm lòng thương người, giúp người. Nhưng Mission luôn nói như thế này, quan trọng là gia đình của mình. Phải xây dựng cái gia đình của mình thật là hạnh phúc, xây dựng cái gia đình của mình thật là tốt, thì sau đó mình mới có rảnh để mà mình giúp đỡ những người ở ngoài xã hội quý vị. Không nên giúp đỡ ngoài xã hội mà gia đình của mình thì lại chưa xây dựng tốt nha quý vị. Cho nên là Mission là luôn luôn gia đình vẫn là số 1. Khi gia đình yên ổn, khi gia đình hạnh phúc, gia đình đã đủ đầy thì lúc đó mình mới giúp cho thiên hạ ở ngoài quý vị. Đó là châm ngôn sống của Mission. Sống thực tế chứ không có sống ảo và giả tạo nha quý vị. Tại vì nếu như mà gia đình của mình chưa tốt mà mình đi ra ngoài mình giả tạo mình là Phật sống để giúp người khác thì đó là chỉ là một cái con người giả tạo, nó không phải là một con người thật của mình. Và những hành động đó thì nó không có mang một cái tính chất gì để mà truyền cảm hứng để cho mọi người học hỏi cả quý vị. Thêm một lần nữa thì Mission xin cảm ơn tất cả các anh chị, các cô chú đã luôn yêu thương và gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Mission. Rồi, một bình luận tiếp theo nói về cái drama nhà ông cố nghệ sĩ Vũ Linh. Hóng cái clip mới của chị quá đi. Lúc trước còn xem kênh này kênh kia để so sánh, giờ thì em chẳng thèm xem nữa, em chỉ trông chờ tin của chị thôi. Hồi nãy lướt thấy Vô Ơn nó ra cái MV mới, ai ra MV em còn tò mò để xem thử, chứ em Vô Ơn mà ra MV là em thấy sợ. Em và con gái của em sợ nhất là cái giọng của em Vô Ơn ngay từ đầu rồi đó chị. Sợ cái lúc mà em còn ủng hộ em Vô Ơn luôn á. Thấy để cái tiêu đề là em lướt qua liền, sao mà nó nhớ ba hoài vậy trời, sao không để cho chú được yên nghỉ. Bao nhiêu đó thôi cũng đủ thấy là nó không thương ba nó rồi. Em nói thật lòng không có giả dối nha. Yêu cái giọng ca của chú Vũ Linh. Từ khi em còn nhỏ nên em mới theo dõi drama gia đình của chú tới bây giờ. Bài hát 20 năm tình đẹp mùa chôm chôm của chú lúc trước em thích. Nhưng từ khi con Vô Ơn nó hát lại trở thành là nỗi ám ảnh đối với em luôn. Càng về cuối càng lòi ra sự thật kinh khủng thì em lại càng thương chú nhiều. Drama của gia đình chú đáng thương nhất đó là chú. Lúc trước em từng nghĩ có đức có tài sao chú lại ra đi sớm. Nhưng nghĩ lại chú đi sớm cũng tốt, vì nhờ ra đi sớm mà chú mới biết được lòng người, mà toàn là những người thân thiết của chú. Mong chú sớm thiêu thoát. Thì cái ý kiến của các em này là nói ra cái MV của các em Vô Ơn mới vừa ra đó quý vị. Thì thật sự cái bài mà con nhớ ba cái lúc đầu tiên thì lấy biết bao nhiêu nước mắt, là tại vì người ta không phải thương các em này mà người ta thương những cái giai điệu nói về người cha đó quý vị. Thì có những người cha người ta mất sớm, thì khi mà người ta nghe cái bài hát đó, người ta sẽ đặt cái tình huống của mình vô trong cái bài hát đó, cho nên người ta khóc. Người ta khóc là vì người ta nhớ ba người ta, cho nên là những cái lời bài hát nó làm cho người ta suy diễn và cảm động, chứ không phải là người ta thương em này mà rớt nước mắt. Cho nên lúc thời điểm này mà ra một cái bài hát mà con nhớ ba nữa thì thật sự giống y trong cái nội dung của em này nói đó quý vị. Thì nó giống y như là một cái nỗi ám ảnh. 20 năm tình đẹp mùa chôm chôm thì em ấy đã yêu và thích giọng ca của ông cố nghệ sĩ Vũ Linh. Nhưng từ khi cái bài hát đó được hát lại từ trên cái miệng của cái em con nuôi Vô Ơn đó quý vị, thì em ấy cảm thấy giỡn ốc và nổi da gà. Ai đã xem qua cái MV mà con nhớ ba mới nhất này không quý vị? Đó, thì khi mà xem qua tất cả những cái lời bài hát đó quý vị, thật ra là mình không phải là ca sĩ. Này tôi thú thiệt nha, em Vô Ơn em nên bỏ cái nghề ca sĩ đi. Tại vì cái giọng hát của em nó kinh khủng lắm. Ví dụ như khi mà hát để mà vui á thì không sao, nhưng mà hát để làm một người ca sĩ để cho khán giả thưởng thức, cái giọng hát của em nó kinh khủng lắm. Cái này là chị nói thật sự, chứ không phải là ghét em hay là nói này kia đâu. Đây là ý kiến thật lòng. Cái giọng hát của em nó ghê rợn dữ lắm. Cho nên á là hát để làm kỷ niệm thì được,
Còn nếu như mà để mà phát triển mà làm ca sĩ, trời ơi, nó kinh dị dữ lắm luôn. Đó là thứ nhất. Cái thứ hai nữa, khi mà em diễn trong từng bài hát, con nhớ ba, rồi lúc nhỏ con bị đau khổ đồ này kia, đó là cái sự bịa đặt và nó không có thật. Cho nên là khi mà em hát để em rơi nước mắt, cái sự mà diễn xuất của em mà nó rơi nước mắt, nó làm cho khán giả người ta cảm thấy đáng sợ em nhiều hơn, chứ không có cảm động. Tại vì chính bản thân em không phải yêu thương ba em như vậy. Nếu như em thương ba em như vậy thì không thể nào mà ổng lại từ em, và cũng không thể nào mà ổng bỏ em được. Và nếu em thật lòng mà yêu thương cha của mình và hiếu thảo với cha mình thì không thể nào em để cho cha mình đau lòng tới cỡ đó. Và nếu như thật sự hiếu thảo, em phải để cho cha em chết yên nghỉ. Cho nên ở đây em nói là một người có đức có tài như chú mà tại sao ra đi sớm. Nhưng mà khi nghĩ lại thì cái sự ra đi sớm đó, đó là người có tài có đức mới ra đi sớm. Chứ nếu như mà không ra đi sớm thì làm sao nhìn được những cái gương mặt mà anh em mà bên cạnh của ông cố nghệ sĩ Vũ Linh mà họ sống giả tạo đến như vậy. Làm sao mà lòi ra bộ mặt của những người mà đã từng ở bên cạnh, gọi là anh Năm, gọi là chú Năm. Đó, đúng không quý vị? Cho nên á, là trong sự việc những người đó là người dân, không nói. Nhưng dù sao mình đã từng lớn lên được cái sự nuôi dưỡng của ông ba nuôi của mình 30 mấy năm, thì hỏi đến thời điểm này mình đã trả hiếu được cho ba mình chưa? Và những cái clip mà được tung lên, và những lúc mà mình không hiếu thảo với cha mình, đến nỗi ông bất mãn mà ông buông xuôi và ông từ luôn. Và khi mất ông không muốn về đội tang. Đó, cho nên là bớt diễn. Đến thời điểm này mình thương cha mình thì mình phải đối xử tốt với lại anh em ruột thịt của cha mình. Vì sao? Là tại vì á, là đối với ông nghệ sĩ Vũ Linh, em của ổng, cháu của ổng, ổng chửi được nhưng ổng không bao giờ cho phép bất kỳ một người nào xúc phạm đến em ổng và cháu của ổng, đúng không? Cái điều này không ai phủ nhận cả, những người làm trong nghề cũng không phủ nhận. Và những cái clip đã được tung lên ở trên mạng, chính miệng của ông cố nghệ sĩ Vũ Linh nói đó. Cho nên á, là nếu thật sự mình hiếu thảo với cha mình thì mình phải yêu thương những người em ruột thịt và con cháu của ổng. Còn nếu như mình đi kiện họ, mình sống cái kiểu bất nhân bất nghĩa thì liệu mình có hiếu với cha mình hay không? Cho nên cái bài mà con nhớ ba hát và diễn trong cái nội dung giống y như là mình là một cái người mà bị ức hiếp, nó có đúng như vậy hay không? Đúng với lương tâm của mình hay không? Bây giờ không cần biết là người ngoài người ta nhìn như thế nào, chính bản thân của cái em đứa con nuôi này nó biết được trong gia đình nó là người như thế nào, và nó biết được cha nuôi của nó thương ai nhiều nhất, đúng không quý vị? Nhưng mà bây giờ mình đem những cái con người dân, những cái con người mà ăn cướp vô trong nhà để đuổi chính những cái người em mà ổng cưng như trứng như vậy đi ra khỏi nhà, vậy thì mình có hiếu thảo với cha mình chưa? Chỉ dùng một cái từ duy nhất thôi, mình đã hiếu thảo với cha mình chưa? Và đừng có lên cái vấn đề là con nhớ ba hay đồ này kia, nó rất là khó coi. Tại vì á, bây giờ là cộng đồng mạng người ta đã nhìn ra hết rồi. Chỉ có những cái con người mà tôi nói ở đây đó quý vị, là họ quá u mê một cách bất chấp. Họ biết rằng họ ủng hộ cái em vô ơn này là sai, nhưng họ không biết nhận sai quý vị. Tại vì khi mà họ nhận là họ đã ủng hộ sai người thì chẳng khác nào là họ tự công nhận là mình sai. Cho nên những cái con người đó là những cái con người cố chấp. Và những người mà mình sai mà không biết nhận sai thì những con người đó không bao giờ có thể thay đổi và phát triển hơn được. Cho nên những người đó thì bỏ qua một bên đi quý vị. Sau khi mà cái MV của cái em vô ơn ra đó quý vị, thì y như rằng là cái anh nhà báo online này quý vị, cái anh nhà báo Facebook đó, lại lên liền ngay lập tức quý vị. Cho nên á, là từ đầu cho đến bây giờ thì theo như tôi nha quý vị, cái anh nhà báo Facebook này là nhiệm vụ là khi có bất kỳ những cái vấn đề nào trong cái câu chuyện nhà của ông cố nghệ sĩ Vũ Linh thì cái anh nhà báo Facebook này đều lên bài hết quý vị. Và từ khi mà bị vạch trần cái vấn đề mà cái em con nuôi vô ơn này đó quý vị, cho tiền và mua chuột con nuôi, và với lại cái chị ăn cướp vợ chồng chuột với lại Min Lọt Khe đó, hùng tiền lại với nhau để cho tiền YouTube, mua chuột YouTube, là cảm thấy là bị phản ứng nhiều ở trên cộng đồng mạng đó quý vị. Bây giờ không chơi cái trò mà cho tiền YouTube và mua chuột YouTube nữa. Bây giờ chơi cái trò là chạy truyền thông báo chí đây quý vị. Và đầu tiên là báo Facebook viết lên một cái bài là ca ngợi về cái MV liền đen quý vị. Đó, vô ơn có quyền nhớ ba của vô ơn. Thì nói về cái đề tài này thì diễn nhiên đâu có ai cấm, đúng không quý vị? Con nhớ ba thì không ai cấm, nhưng mà lợi dụng hình ảnh của ba để mà trục lợi thì cái này bị người ta lên án à, chứ không phải đơn giản đâu nha quý vị. Nếu như mà một đứa con đó mà là con ruột hoặc là một cái đứa con nuôi hợp pháp thì sống hiếu thảo với cha mình á, thì cái việc mà nhớ cha cái chuyện đó không nói. Bây giờ nói tới cái vấn đề mà nhớ cha thì quý vị, thì á,
quý vị có để ý hoặc là quý vị lục lại tất cả các clip mà quay ngay đám tang nhà ông cố nghệ sĩ Vũ Linh đi, thì cái em đứa con nuôi này đó quý vị, cái lúc mà chuẩn bị mà hạ nguyệt xuống á, nó giãy đành đạch giống như là con cá lóc đập đầu vậy đó quý vị. Quý vị xem đi, thì những cái hình ảnh đó là những cái hình ảnh diễn. Nếu thật sự như mà người ta yêu thương cha người ta là người ta phải lo tròn cái đám tang đó quý vị, chứ không phải là chỉ khóc la làng. Tôi sợ nhất là những cái người mà khóc la làng nha quý vị, nhất là vợ nè khóc chồng nè, hoặc là con khóc cha nè quý vị, giải đành đạch. Những cái đứa con mà khóc cha mà giải đành đạch theo cái kiểu đó đó quý vị, là tôi không quơ đũa hết cả nắm nha quý vị, nhưng mà đa số là những con người đó diễn để cho cộng đồng mạng hoặc là để cho xóm làng người ta biết rằng à đứa con đó nó có hiếu quá, ba nó mất nó khóc than, nó giải đành đạch kiểu đó. Còn những người vợ mà khi mà chồng mình mất á quý vị, xỉu lên xỉu xuống chưa được 3 tháng 10 ngày có bồ hoặc là có chồng khác mất tiêu rồi quý vị. Cho nên á là ai mà muốn quan tâm về cái drama này và ai còn binh vực làm ơn làm phước coi lại từ đầu tới đuôi những lời của em này nói đi, chứ đừng có kiểu yêu thương mù quáng. Trên đời này nó còn nhiều người để cho mình yêu thương giúp đỡ mà, chứ tại sao lại cứ vô một cái con người gian vô ơn, nó đang lợi dụng tình thương của mọi người và nó đã lừa đảo tình thương của mọi người trong vòng gần 3 năm nay rồi. Những người mà nói tội nghiệp nó, mà trong khi đó bây giờ mỗi ngày nó đều ăn yến. Những người mà nói yêu thương tội nghiệp đó, mỗi ngày có được ăn yến không? Yến rất là mắc tiền, mà nếu ăn mỗi ngày đó quý vị không phải là đơn giản. Chỉ có dân giàu có người ta mới dám ăn. Cho nên làm ơn làm phước, dừng cái sự ngu dốt của mình lại. Lấy tình thương của mình đi thương người khác, hoặc giúp đỡ trong dòng họ của mình thôi cũng được nữa, chứ không cần phải mà đi giúp đỡ yêu thương cái loại sống vô ơn như vậy. Còn nhiều người binh vực nói rằng là làm gì làm, ai nói gì nói, tôi vẫn tin là vô ơn nó là con ruột của ông cố nghệ sĩ Vũ Linh. Thì bây giờ nếu như mà nói là con ruột của ổng đó quý vị, thì nó đối xử với lại cô chú ruột của nó như vậy thì nó có hiếu thảo với cha nó không? Trong khi đó là cha nó rất là yêu thương em mình. Chính miệng của cái con bẩm á, con bòn bon nó nói á, là bác Năm á, hồi đó bác Năm chửi cô chú, chửi ba nó được. Nhưng nếu người nào chỉ cần lên tiếng mãi dạng giống như hùa theo mà chửi cô sáu của nó hoặc là ba của nó đó, là thế nào cũng bị ông cố nghệ sĩ Vũ Linh ổng dứt liền. Tức là ổng chửi em út ổng thì được, nhưng ổng không cho phép bất kỳ một người nào để xúc phạm tới em út của ổng. Trong khi đó là nói như cái lời của những người u mê á, nói rằng em này là con ruột, thì một đứa con ruột không lẽ không hiểu ý của ba mình, đúng không quý vị? Một đứa con ruột mà lại bắt tay với những kẻ cướp ở bên ngoài để đuổi cô chú ruột của mình ra khỏi nhà, vậy thì một cái đứa con đó nó có đúng đạo làm con không quý vị, đúng không? Rồi cái em nhà báo Facebook đây quý vị, nhà báo Nịnh, nhà báo Bút Nô đó quý vị, viết như thế này: MV Con Nhớ Ba của Vô Ơn có cái câu chuyện quá đơn giản, không cần kịch bản, chỉ có Vô Ơn hát và hình ảnh tư liệu của ba với ông cố nghệ sĩ. Nhưng với tôi và khán giả, như thế là đã quá đủ đầy cho tình yêu thương. MV Con Nhớ Ba, Vô Ơn hát rất là bình thường, bởi vì Vô Ơn muốn hát cho ba nghe bằng cảm xúc thật của mình, không cần trau chuốt. Ngay cả khi vào phòng thu, nhạc sĩ Nguyễn Anh, tác giả của ca khúc, đã kiệu cho Vô Ơn từng câu từng bài hát, nhưng rồi anh cũng nhận ra cứ để cho hát mộc mạc như vậy mới là đúng Vô Ơn, mới chạm vào trái tim của người nghe. Con khỉ họ, quá trời quá đất rồi quý vị, hát điệu bà cố luôn, rồi hát ngân nga mà phát âm những cái từ mà bắt chước là phát âm cho nó chuẩn cái chính tả mà theo cái giọng điệu của bolero đó quý vị. Điệu muốn chết luôn, điệu muốn chảy nước luôn, mà điệu nó dị ứng lắm, điệu mà mình nghe nó nổi da gà luôn đó quý vị, mà nói mộc mạc, má ơi, điệu muốn chảy nước luôn, nghe muốn giỡn ốc vậy đó. Nịnh cũng vừa, bởi tôi nói nhà báo Nịnh không có chịu quý vị, quá trời quá đất Nịnh. Còn nói là chạm đến trái tim của người nghe, trái tim của những người Nịnh và trái tim của những cái con người u mê, dốt, không có kiến thức. Hát cái câu gì? Trong phút giây. Vậy là hát mộc mạc á hả? Nếu như mà ta hát mộc mạc theo kiểu bình thường, người ta chỉ hát là trong phút giây. Đó là cái giọng hát mộc mạc của một người bình thường. Còn trong phút giây, đó là hát phát âm theo cái kiểu ca sĩ, hiểu không? Mà nghe cái câu mà quý vị cứ vô nghe đi, đừng có nghe lời tôi nói mà cứ vô trong cái MV đó nghe đi. Tới cái khúc mà trong phút giây, trời đất ơi má ơi, nó muốn dẫn ốc luôn đó quý vị. Nó điệu chảy nước luôn, nó sửa từ ngôn từ, nhờ từ phát âm của cái giọng hát nó sửa hết luôn, mà nói là hát mộc mạc đó. Trời, tôi lại cái anh nhà báo Nịnh này ghê đó quý vị. Tiếp theo nữa nè, MV Con Nhớ Ba, hình ảnh của Vô Ơn không có đẹp, không ảo diệu, không lung linh,
Bởi vì vô ơn muốn ba mình nhìn thấy vô ơn giống y như những ngày ba còn sống. Một bé vô ơn không cầu kỳ hay màu mè trong mắt của ba. Mọi thứ có thể ảo, nhưng lòng hiếu thảo của vô ơn đối với ba thì luôn thật, rất thật. Nghe lại mấy cái clip mà ghi âm của ông nghệ sĩ Vũ Linh nói chưa hả, cái nhà báo nịnh. Nghe rõ những cái lời đó không? Hen, còn không nghe, để một chút xíu chị lấy lại cho mà nghe. Quá trời quá đất rồi, nói thay. Cái này lại dạng giống y như là nhét chữ bỏ vào mồm cái người đã mất đó quý vị. Nói thay ổng hả? Quá trời quá đất, coi chừng ổng về ổng dặn họng á. Ổng không có mượn nói giùm kiểu đó đâu. Nếu như mà hiếu thảo kiểu đó thì không bao giờ bị ổng từ. Nếu như một cái đứa con ngoan thì không bao giờ ổng bỏ mà để trở thành một cái đứa đi bắn cá. À, nói tới cái vụ bắn cá tôi mới nhớ quý vị, có một cái bình luận nói về vấn đề bắn cá. Để một tí tôi trả lời cái đó tiếp quý vị. Bây giờ nói về tiếp về cái vấn đề này nữa nè. Hôm động quan vô ơn nằm xuống đường, cho quan tài đi qua, hai hàng nước mắt chảy dài. Nhìn cảnh đó ai cũng thấy lòng mình rưng rưng. Lúc hạ nguyệt, ông nghệ sĩ ở nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương, đôi chân của vô ơn không có vững, nỗi đau tột cùng khiến cho vô ơn xỉu lên xỉu xuống. Tôi và mọi người nhìn thấy hết, tôi cảm nhận được hết. Thời điểm đó tôi biết chắc chắn vô ơn không hề biết sau cái đám tang có cái drama sóng gió gia tộc nổ ra. Vô ơn cũng không hề biết mình sẽ được hưởng lợi gì từ ba. Vô ơn không hề biết được cộng đồng mạng trong và ngoài nước sẽ yêu mến mình như hiện tại. Chính vì thế, trong thời khắc đó, nỗi đau về sự mất mát người ba trong vô ơn xuất phát từ tình cảm yêu thương thật sự. Đó không phải là diễn hiếu thảo, diễn yêu thương. Quá trời quá đất luôn quý vị. Nói thật á, là khi mà mất mà những cái người con mà nằm xuống á, để cho cái hòm mà đi qua, đó là có những cái phong tục của mỗi địa phương. Có những địa phương người ta dùng như vậy để chi? Để mà trả hiếu cho cha mẹ đó quý vị. Thì ở Củ Chi tôi cũng vậy thôi. Khi mà làm đám thì nằm xuống để cho đi qua. Nhưng có những gia đình người ta cảm thấy đó rất là nguy hiểm, cho nên là người ta không có cho. Tại vì đó là cái phong tục của ngày xưa thôi quý vị. Còn bây giờ quý vị nghĩ đi, một cái hòm mà tới 6-70 triệu nó rất là nặng, cộng thêm cái xác của người ở trong đó nữa, nó nặng lắm quý vị. Là cỡ khoảng là 12 người mới rinh nổi cái hòm đó. Thì quý vị nghĩ đi, 12 người mà nếu đi qua mà tất cả, ví dụ như gia đình tôi đi quý vị, thì có con cháu rất là nhiều, tới 7-8 người luôn. Mà nếu nằm sắp lớp để đi qua thì quý vị cảm thấy nó nguy hiểm không quý vị? Ví dụ một người á thì có thể bước qua được, nhưng nhiều người á thì cái người mà rinh cái hòm đó đó, người ta đi chỉ cần là trong 12 người mà chỉ có một người mà họ dắt một cái thì có phải cái hòm nó rớt xuống không? Cho nên là cái đó nó nguy hiểm, người ta bỏ từ từ rồi, người ta không có dùng cái đó. Và cái vấn đề thứ hai, và nói khi mà nhập quan á, tức là động quan mà để mà nhập xuống đó quý vị, thì em vô ơn xỉu lên xỉu xuống, dòm vô là biết đó là diễn rồi. Chỉ có một mình nhà báo nịnh là giết để nịnh. Chứ mà nếu như cái cách nhìn thực tế là dòm vô là biết diễn cho thiên hạ coi, ơi tôi là con của ông cố nghệ sĩ đó nha. Tại vì sao? Tại vì lúc thời điểm đó không có ai biết em này là con của ổng, thì nó phải làm nổi chứ. Người ta chỉ biết Hồng Phượng, chỉ biết bà Hồng Nhung, chỉ biết ông Tiểu Linh. Người ta không có biết cái em con nuôi này là ai, cho nên nó phải xỉu lên xỉu xuống để cho tất cả những cái youtuber quay vô coi nhỏ này là ai mà nó làm dữ vậy ta. Thì từ cái chỗ lan truyền đó là con của ông cố nghệ sĩ, thì lúc đó người ta mới biết nó là con của ổng quý vị. Chứ nếu như nó không làm nổi thì đâu có ai biết nó là con của ổng đâu. Cái vấn đề tiếp theo nữa là ở đây nói là em vô ơn này không biết sau cái đám tang này nó sẽ nổi cái drama quá trời quá đất luôn. Rồi nói cái câu này nữa nè quý vị, vô ơn cũng không hề biết mình được thừa hưởng từ ba. Đứa nào đi làm giấy để hưởng tài sản của ổng vậy mà trả lời vậy hả? Cái thằng Facebook nhà báo nịnh. Đứa nào đi làm sang tên để thừa hưởng cái tài sản đó mà nói không hề biết? Đứa nào đi làm vậy thì con ăn cướp nó nhảy vô làm hả? Hay là vợ chồng của con Bẩm âm mưu để làm? Nếu nói vậy là đang đổi thừa vợ chồng của con Bẩm làm, là nó không biết gì trơn, vợ chồng Bẩm ngang xuông đi làm để cho con vô ơn nó hưởng cái tài sản đó hả? Hay sao mà mở miệng nó không hề biết? Trong khi đó chính bản thân của nó ngay cái lúc đám tang là nó đã âm thầm để mà đi làm sang tên rồi, đúng không? Ba nó mới vừa mất chưa được bao nhiêu ngày là nó đã đứng tên rồi mà nói là không hề biết nó sẽ thừa hưởng cái gì từ ba. Ơi mày xạo hả mày? Đến thời điểm này mày còn dẫn dắt hả mày cái thằng nhà báo Facebook? Phải chi á mà bây giờ theo cái lực mà tranh chấp tài sản thì nó thắng. Bên gia đình em út của ông nghệ sĩ Vũ Linh là bà Hồng Nhung, ông Tiểu Linh thua. Thì lúc đó mới nói là nó không hề biết là nó sẽ được thừa hưởng cái tài sản
của cha nó để lại. Còn đằng này nó đi sang tên cho nó hết, thì nó thừa biết cái tài sản đó bao nhiêu tiền chứ. Nó biết tài sản là gần cả 100 tỷ chứ sao không biết hả? Cái thằng nhà báo nịnh, mày muốn ba mỹ khán giả nó hay gì? Nói xạo mà không chớp mắt luôn đó trời. Phải chi mà bây giờ nổ ra tranh chấp tài sản, mà đến thời điểm này tòa phán cho cái em con nuôi đó là người thắng kiện, là em đó được hưởng cái tài sản đó. Thì khi mà lên báo hoặc là nghe phỏng vấn của báo chí thì cái em đó trả lời là không hề biết mình được hưởng như vậy. Tại vì trong thâm tâm nghĩ là tôi là con nuôi thì tôi không thể nào mà thừa hưởng hết cái tài sản kết xù đó được. Thì khi mà thắng rồi mà lên phỏng vấn với báo đài trả lời như vậy thì cộng đồng mạng mới biết là à, thì ra là cái đứa con nuôi này nó là như vậy. Còn đằng này cha nó vừa nằm xuống là nó đã âm thầm rồi, chạy chọt, chạy đôn, chạy đáo theo cái lời của các em ăn cướp kép sắt. Em ấy nói là chồng của cái con bẩm á, là chạy đôn, chạy đáo để mà làm thủ tục sang tên cho cái em vô ơn này. Vậy mà nói không biết làm sao hả? Cái thằng nhà báo Facebook kia bảo đảm luôn nè, nhà báo này là thất nghiệp, bị đuổi việc rồi quý vị. Chứ một nhà báo mà có tài, có đức á, mà có năng lực và cái ngòi bút trung thực thì dĩ nhiên là tất cả tòa soạn báo người ta sẽ sử dụng. Còn một cái nhà báo tâm với đức không có, tâm thì bán rẻ cho quỷ dữ, đức thì để cho mấy cái con cầy nó gặm, thì dĩ nhiên là sẽ bị đuổi ra khỏi ngành. Thì khi bị đuổi ra ngành báo chí rồi thì chỉ là cái gì? Nhà báo Facebook thì viết theo nhận bút của những người đặt hàng, bảo đảm luôn. Chứ không ai mà nói, chứ không ai mà đi viết mà nó vô lý kiểu này. Cái lúc đầu tiên mà nổ ra drama đó mà các em nhà báo này viết như vậy đó quý vị, thì tôi tin và tất cả những người trên cộng đồng mạng tin. Còn bây giờ nó gần 3 năm rồi, nó lòi ra rõ ràng như vậy. Và cái em này đã lén lút, gọi là âm thầm lén lút đi làm thừa hưởng cái thủ tục mà phải chạy đôn chạy đáo để ra thủ tục cho mình đứng tên nhanh. Vậy mà nói là không biết là sau khi ba mình nằm xuống, mình sẽ là người được thừa hưởng từ ba những gì. Ê mày xạo hả mày? Quá trời quá đất rồi. Rồi nói á, là khi mà cái ngày mà nhập quan mà để chôn ba xuống, xỉu lên xỉu xuống, đó là cái sự hiếu thảo chứ không phải là diễn hiếu thảo. Diễn yêu thương, diễn chứ là gì? Dòm vô là thấy cái đó diễn chứ là gì? Yêu thương gì vậy? Trời đất ơi, đây ba ruột của tôi nè, ba ruột của tôi nè, tôi lo từ trên cho tới dưới nha. Tôi chạy từ trên cho tới dưới trong vòng 4 ngày đó hen, là ngày nào tôi cũng bận rộn, tiếp khách cũng tôi hen, chợ búa cũng tôi hen, mã mồ cũng tôi nha, kèn cũng tôi nha, nhạc cũng tôi, ăn uống cũng tôi, tiếp khách cũng tôi, nói chung cái gì cũng tôi hết đó quý vị. Mà nhà tôi có rất là đông anh chị em, nhưng mà tôi là người lo nhiều nhất, lo tổng quát hết tất cả mọi thứ. Nhưng mà khi mà ba tôi mất, đến cái ngày cuối cùng là cái ngày mà phá hoàng đó quý vị. Ở Việt Nam mình thì dùng miền khác nhau, nhưng ở Củ Chi tôi á, là cái đêm cuối cùng nó sẽ có một cái đêm hát phá hoàng. Thì cái đêm đó là cho tất cả những người nghệ sĩ cải lương á, họ lên họ hát. Ví dụ như là cha mất thì họ sẽ hát những bài về cha, rồi chia tay các con, rồi chia tay vợ. Thì trong những cái bài hát đó, qua cái sự trình diễn của những người mà nghệ sĩ cải lương đó, khi mà họ hát làm cảm động tới mình thì lúc đó tôi rơm nước mắt thôi quý vị. Tức là tôi khóc, nhưng tôi khóc trong cái sự mà rơm rớm rớt nước mắt, chứ không bao giờ có cái vụ mà lăn lộn hay là xỉu lên xỉu xuống. Và tới cái ngày mà ba tôi động quan xuống đó quý vị, thì cái lúc mà thời điểm đó là tôi phải lo đủ thứ hết đó quý vị. Khi ba mình chôn xuống đó đó quý vị, thì mình cảm thấy mình đi về mà mình bỏ ba mình nằm ở đó có một mình lạnh lẽo đó quý vị. Mình cảm thấy mình thương ba mình vô cùng, nhưng chưa bao giờ có cái kiểu mà xỉu lên xỉu xuống, nó rất là khó coi quý vị. Tại vì khi một đứa con mà thương cha mẹ của mình, người ta thể hiện bằng thực tế cái lòng hiếu thảo, chứ không phải là diễn để cho thiên hạ người ta nhìn. Còn cái cách mà té lên té xuống giống y nhịch cái em vô ơn đó là diễn cho thiên hạ nhìn. Hiếu thảo trong mặt mày, yêu thương trong mặt mày. Nếu như mà yêu thương thì làm gì có vụ ổng tự, vừa vừa phải thôi. Bởi vậy khi mà mất xuống, tại vì nó phải làm nổi hết mình quý vị. Trong cái đám tang thì có báo chí tới phỏng vấn, thì Hồng Phượng nó trả lời là đây là con nuôi, nhưng mà gia đình coi chị ấy như là ruột thịt, không có phân biệt con nuôi, cho nên nó phải làm trội hơn Hồng Phượng chứ. Nó phải xỉu lên xỉu xuống để cho mọi người biết rằng à, thì ra là ông nghệ sĩ này cũng có một cái đứa con như vậy. Thật ra là hồi cái lúc mà lên ngồi phỏng vấn Hồng Phượng nói, thì tôi mới biết là ông cố nghệ sĩ Vũ Linh có một đứa con nuôi đó quý vị. Tôi và cộng đồng mạng, tôi tin rằng cộng đồng mạng cũng chả có ai biết đâu quý vị. Đó, vậy thì cái bình luận hồi nãy của một vị khán giả nói là khi ổng mất xuống mới nhìn được những người anh em thân thuộc bên cạnh của ổng là lòi cái mặt ra là người tốt hay là người xấu đó quý vị. Đó, mang tiếng cái nhà báo này là luôn ở bên cạnh, rồi tới ăn nhậu, rồi tới thăm ông cố nghệ sĩ.
mà bây giờ ổng vừa nằm xuống cái bắt tay với lại một cái đứa con nuôi mà bị ổng từ. Vậy thì những người này có phải là bạn không quý vị? Đâu có đâu. Nó canh cái lúc ổng vừa nằm xuống, nó để cho gia đình ổng xấu hổ chơi. Tại vì dù sao trong cái giới mà nghệ thuật cải lương á, là ông nghệ sĩ Vũ Linh ổng cũng là ông hoàng trong cái vấn đề cải lương mà quý vị. Đó, cho nên là bây giờ hồi còn sống hạ ổng không được, cái lúc ổng mất rồi phải hạ để cho ổng mất uy tín, để cho gia đình của ổng tanh bành té bẹ, cho cộng đồng mạng biết luôn là vậy đó quý vị, chứ không phải yêu thương ổng. Nếu yêu thương ổng là không bao giờ bắt tay với lại một cái đứa con nuôi mà hại cho gia đình người ta lên bờ xuống ruộng như vậy. Viết tiếp theo cuối cùng: con nhớ ba, vô ơn có quyền nói ra câu nói ấy 1.000 lần, 1.000.000 lần, và nói suốt đời, không ai có quyền cấm vô ơn, bởi vô ơn là con của ba, vô ơn có quyền thương ba, có quyền nhớ ba của vô ơn mà. MV Con Nhớ Ba, từ hình ảnh đến giọng hát, đều xuất phát từ trái tim và những gì trái tim sẽ đem đến được với trái tim. Đường link ở bên dưới nha cả nhà. Trời đất ơi, từ trái tim vô ơn nó sẽ đến được với những trái tim vô ơn, từ trái tim vô ơn nó sẽ đến được với những cái trái tim ăn cướp, và từ cái trái tim vô ơn nó sẽ đến được với những cái trái tim mà sống coi thường pháp luật và sống phá hoại cơ thể giống y như là thằng chuột. Chứ một cái trái tim của những đứa vô ơn không bao giờ mà có thể đem đến trái tim của những người mà người ta hiếu thảo với cha mẹ thật sự. Hiếu thảo thật sự với lại hiếu thảo giả tạo nó khác nhau. Cho nên á, là những người mà hiếu thảo thật sự mà nhìn thấy cái hiếu thảo giả tạo, tự nhiên cái nó phản tác dụng liền, nó bát ra liền, nó không thể nào mà nó hòa nhập vô được. Nó làm vậy, bớt nịnh giùm cái, nịnh vừa thôi. Hay một bài này những bút bao nhiêu, viết theo đơn đặt hàng hay gì, nịnh quá trời quá đất luôn. Tôi không ngờ là anh ca sĩ Nguyên Gió lại chơi với cái hạng người này đó quý vị. Đó, bây giờ tôi nghĩ là anh ca sĩ Nguyên Gió chắc có lẽ là anh đã thấm rồi đó quý vị. Ảnh sẽ biết cái cách để chọn. Tại vì trong cái nghề mà theo đuổi mà chơi chung với anh ấy mười mấy năm mà đến thời điểm này đó, nó mới lòi ra bản mặt. Cho nên là anh Nguyên Gió nè, rồi anh nghệ sĩ Vũ Lưng nè, nên dòm lại cái cách mà mình tiếp xúc với những con người đó nha quý vị. Nó ganh tị mình, nó không chơi mình được những cái này, nhưng nó lợi dụng thời cơ. Người ta nói là quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, đúng không? Nó đâu có hại mình liền, nó đâu có trả thù mình liền đâu. Nó chừa tới 10 năm sau, mà 10 năm sau không được, nó đợi tới 20 năm sau, nó thừa nước đục, nó cũng xúc mình à. Giống y như là anh ca sĩ Nguyên Gió là hiện tại bây giờ là bị cái nhà báo Facebook này xúc đó quý vị. Cái sự phản bội của một người bạn rất là kinh khủng. Cái sự phản bội của một cái người bạn mà chơi chung với mình mười mấy năm đó quý vị, mà bây giờ là bỏ người bạn mình để đi chọn cái lợi ích, đúng không quý vị? Cho nên là khi mà bạn bè, khi mà tình anh em ruột, nó cũng đâu có thể nuôi sống mình, đúng không quý vị? Cho nên chắc chắn họ sẽ chọn lợi ích. Tiếp theo, cái nhà báo Facebook đó nói về cái chị ăn cướp đây quý vị. Nhắc chị ăn cướp như thế này: từ bữa tới giờ đăng cái gì ta tút, không có thấy những cái comment dạo của cái chị ăn cướp, bỗng thấy thiếu thiếu cái gì đó. Mọi người có cảm giác này giống y hệt như tôi không? MV Con Nhớ Ba của Nú đang gây sóng gió kìa. Ai cũng chờ phở bò mới của ăn cướp khen Nú. Trời đất ơi, quá trời. Biết lý do tại sao hôn nga nhà báo Facebook? Để bây giờ nè, chị sẽ chia sẻ cho em biết lý do tại sao mà dạo gần đây á, mà cái em ăn cướp này không có bình luận dạo hơn, để cái tài khoản Facebook này trả lời giùm luôn cho. Đó, một cái tài khoản Facebook đăng trên chánh kiến phản biện bác chánh đạo, một cái tài khoản là nhà nhỏ, đăng cái lý do như thế này để nói cho rõ. Nhưng mà thật ra là nhà báo Facebook biết hết hả quý vị, nhưng mà tại vì nó giả bộ thôi. Viết như thế này nè: tháng nào á, ní của em cũng biến mất vào ngày 24 tây, tháng sau là Giáng sinh thì buồn cho ní đi tiếp. Tại vì sao? Cái vụ mà ăn cướp kép sắt ở bên Mã Lai đó quý vị, bị bắt mà nhốt tù 14 ngày ở bên Mã Lai đó quý vị, thì hàng tháng cứ vào đúng ngày 24 tây thì cái em ăn cướp này phải về bên tòa án Mã Lai để trình diện mỗi tháng nha quý vị, cho đến khi nào mà có cái quyết định tự do nha quý vị. Còn hiện tại bây giờ nó là như vậy, hiểu không nhà báo? Mà nói chung là nhà báo hiểu quý vị, biết hết á, chứ không phải không biết, nhưng mà làm bộ dẫn dắt dư luận mà thôi. Với lại cái thứ hai nữa là khi những cái comment dạo đó là được tất cả những người trên cộng đồng mạng chụp lại và đăng lên, và khi chụp lại đăng lên thì những kênh YouTube vô phân tích và phản biện. Mà mỗi lần cái phản biện đó là cái chị ăn cướp trả lời không có được, càng bình luận lại càng bị nhục, cho nên đâu có dám bình luận nữa, hiểu không? Cho nên từ chỗ đó mới sử dụng cái mỏ của nhà báo Facebook của em đó, chứ nếu không thì đâu có sử dụng em để làm gì.
rồi nói là cái MV Con Nhớ Ba là gây sốc ở trên mạng kìa. Trời ơi, cài view, chạy view, chứ ai mà quan tâm quý vị. Cái này á, là nói thật lòng, là nếu như mà cái bài này ra hồi cái lúc đầu drama, tôi bảo đảm nó sẽ là triệu view. Tại vì lúc đó người ta chưa biết, người ta cho rằng em này là con ruột của ông cố nghệ sĩ, cho nên người ta mới binh, người ta thương. Còn đến thời điểm này người ta biết là cái loại con nuôi, nhưng mà con nuôi hợp pháp hay không thì em này chưa chứng minh được nha quý vị. Chứ nếu như mà con nuôi hợp pháp á, mà em này chứng minh được là đã thắng kiện rồi quý vị. Bên nếu như mà con nuôi hợp pháp thì bên phía chị Hồng Nhung, anh Tiểu Linh là không có cửa để kiện đâu quý vị. Tại vì theo luật là con nuôi hợp pháp vẫn thừa hưởng tài sản theo cái diện là người thừa kế thứ nhất quý vị. Còn đằng này em này chưa chứng minh được mình là con nuôi hợp pháp, cho nên nó mới kéo dài như thế này. Ma mị hoài, xạo hoài, ai mà coi, cài view. Bỏ tiền ra cài view một cái MV đâu có bao nhiêu tiền quý vị. Rồi bây giờ mới thấy cái bình luận của một quý vị khán giả đó nói về cái vấn đề mà ăn yến mỗi ngày đấy quý vị. Mấy cái người mà mua ủng hộ cho con vô ơn bây giờ nghèo hơn con vô ơn nữa. Giờ thì nó ăn yến không hà, còn mấy cái người mà cho tiền nó không biết có yến mà ăn không. Đúng đó quý vị. Cho nên những người á mà ủng hộ làm ơn tỉnh ngộ giùm cái. Ví dụ như mình có yêu thương thì mình yêu thương những người nghèo hơn mình đi. Người ta giàu hơn mình mà yêu thương người ta cái gì. Cái thứ hai nữa, nó ma mảnh, nó khôn hơn mình, chứ nó có ngu đâu mà vào binh vực nó làm gì. Đúng không? Bình luận này phải nói đúng, hay cực kỳ đó quý vị. Có ăn được ăn yến mỗi ngày không? Mà trong khi đó em vô ơn nói là mỗi ngày phải ăn yến mới được. Ăn, nếu như mà không ăn yến sẽ mệt. Ăn yến nó mới đủ sức khỏe, ăn yến nó mới đẹp da. Người nghèo nào dám dùng cái từ đó không quý vị? Nó phải ăn yến mỗi ngày mới đẹp da. Có một cái bình luận này dễ thương lắm quý vị, nói về cái vấn đề mà tôi phân tích về cái em mà vô ơn mà đi bán cá đó quý vị. Thì có một vị khán giả vào bình luận như thế này: mình cũng bán cá hi hi. Trời đất cơ. Cho nên á, ở đây là Mission phân tích nói về cái vấn đề bán cá là tại sao. Là tại vì cái em này là con của một cái ông hoàng cải lương rất là giàu có. Thì dù là con nuôi đi chăng nữa, người ta đã chấp nhận, người ta nhận về nuôi, thì dĩ nhiên cái đứa đó người ta cũng cung phụng cho nó đầy đủ và nuôi nó ăn học đàng hoàng. Chứ không thể nào mà cha nuôi của nó giàu, một cái người nổi tiếng như vậy, mà lại để cho con mình đi bán cá. Cho nên là em đang phân tích về cái góc độ của cái em con nuôi đó, chứ không có khi dễ hay là nói về những người bán cá. Tại vì bán cá là để mưu sinh sinh sống, thì đó là cái nghề. Thì cho nên một cái nghề bán cá thì chúng ta vẫn tôn trọng bình thường. Ở đây em nói với lại cái góc độ là một cái đứa con duy nhất là con nuôi, cha nó giàu mà nó đi bán cá như vậy, chứng tỏ rằng là nó là người không lo học hành, nó là một cái con người quậy phá ăn chơi, và ăn chơi đến nỗi mà làm mẹ trước tuổi vị thành niên. Cho nên từ cái chỗ đó nó mới vất vả, nó khổ, nó đi bán cá. Thì nó đi bán cá là do cái sự mà ăn chơi không chịu học hành, chứ không phải là em chê cái nghề bán cá, chứ không phải là em xúc phạm những nghề bán cá đâu. Nghề nào bán rau, bán cá, bán lề đường, những nghề đó đều là sức lao động. Tại vì sao? Những người mà người ta đi bán cá là tại vì hồi nhỏ người ta nghèo, nhà gia đình của người ta là không có tiền cho ăn học. Thì khi lớn lên họ có thể chọn cái nghề bán rau nè, bán cá nè, rồi bán những cái món ăn lề đường nè, ví dụ như vậy. Thì người ta chọn là tại vì hồi nhỏ gia đình người ta nghèo, không được ăn học, người ta mới chọn những cái nghề đó. Còn nếu như mà gia đình giàu có cho ăn học thì người ta sẽ chọn cái nghề bác sĩ nè, kỹ sư nè, giáo viên nè, rồi luật sư nè, rồi tiến sĩ nè, đúng không? Cho nên á, là những người mà người ta làm lao động chân tay là tại vì đa số nha quý vị, tôi dùng cái từ là đa số, là gia đình người ta rất nghèo, người ta không được ăn học, cho nên người ta mới chọn những cái nghề vất vả đó. Còn nó là con của cái ông hoàng cải lương giàu có thì không lý nào mà không cho nó ăn học để cho nó đi bán cá cả. Là ý Mission là phân tích như vậy đó, hiểu chưa? Chứ đừng có hiểu lầm Mission nhen. Dễ thương không? Mình cũng bán cá hi hi. Bữa nào mua cá ủng hộ cái cời, dễ thương quá trời luôn hả? Đọc tới cái bình luận này đó quý vị là biết chắc có lẽ là cái người Andy này là chắc ghét ông Tổng thống Trump lắm nè quý vị. Tại vì cái clip trước á, tôi đưa lên cái vấn đề của ông Thích Minh Tuệ với lại là Tổng thống Trump. Thì có một cái Andy này vào bình luận nói như thế này nè quý vị: ông Trump là người businessman rất là thích tiền, và tôi thấy bạn cũng rất là thích tiền nên rất hợp với lại ông Trump. Bây giờ tiền có ai không thích không? Hiểu không? Và trong khi đó là một cái người mà thông minh thì họ sẽ rất là giỏi về vấn đề kinh doanh, đúng không? Ông Trump, ổng là người giỏi về mặt kinh doanh. Cho nên á, là những người giỏi về mặt kinh doanh thì dĩ nhiên người ta phải thích tiền.
Nhưng có cái là thích tiền nhưng mà đạo đức người ta có. Và cái thứ hai nữa, không thể nào mà người khác mua mình bằng tiền. Cho nên á, mà nói giống ai thì tôi phản đối chứ. Nếu như mà nói mà tôi giống ông Tổng thống Trump, trời ơi chịu liền. Tôi đâu có giỏi được như ổng, nhưng mà nói tôi giống ổng là tôi mê liền quý vị, đúng không? Tại vì á, từ cái chỗ mình mê tiền, tức là mình sợ nghèo. Mình sợ nghèo mình mới cố gắng phấn đấu để mình kiếm tiền. Nhưng đặc biệt là kiếm tiền nhưng không bán rẻ lương tâm nha. Kiếm tiền nhưng không để cho người khác mua mình bằng tiền. Đó mới là giá trị của mission thiện đó. Có một cái vị khán giả là Vân Trúc Lê vào bình luận nói về cái vấn đề mà tôi nói cái em vô ơn đó bán cá quý vị. Nhưng nếu như mà cái người nào mà vào nghe tôi phân tích thì sẽ không bao giờ có cái bình luận như thế này. Cho nên á, là tôi khuyên em là những cái người mà đi phớt qua cái clip của tôi, hoặc là vô tình mới xem một hai clip của tôi, thì nhớ xem là phải xem cho hết. Tại vì nếu như mà xem cho hết mà không hiểu nữa thì coi như là mình phải ăn iOS cho nhiều vô. Chứ nếu như mà mình không ăn iOS, mình nhảy vô mình bình luận ngang xuông, mà bình luận theo cái kiểu mà không hiểu là người ta đang phân tích cái gì ấy, thì nó kỳ dữ lắm. Cái bình luận đó ghi như thế này nè quý vị: chị ơi, bán cá chứ đâu có ăn cướp giật gì mà mất mặt vậy chị. Em không đồng ý chị cái câu này. Nếu như mà em hiểu về cái vấn đề mà cái clip chị chia sẻ, chị đang nói là con của một người giàu có, nó không lo ăn học, nó ăn chơi, nó chơi game, rồi bồ bịch, đẻ con trước tuổi, mới có 15, 16 tuổi là đã đẻ con rồi, thì không lo ăn học, từ cái chỗ đó mới khổ. Con của một nhà giàu mà lại ăn chơi, không lo ăn học, thì bây giờ tương lai nó mới khổ để đi bán cá như vậy. Chứ chị không có chê là cái vấn đề là nghề bán cá, em hiểu không? Em nghe là em phải nghe hết những gì chị phân tích, chứ đừng có đè mà ngang xuông kiểu này. Và nếu như mà ngang xuông em nghe hết chị phân tích từ đầu tới đuôi, tại vì những cái mà bán cá đó là chị trả lời từng bình luận và từng câu nói khác nhau. Chị trả lời trên cái góc độ của một cái bài mà chị đang phân tích. Cho nên là chị đang nói về cái vấn đề con của một ông hoàng giàu có thì không lý nào mà lại đi bán cá như vậy. Từ cái chỗ mà mình ăn chơi sa đọa, không lo học hành, bị cha mình từ, mới đi bán cá như vậy, hiểu không? Chứ cái nghề bán cá là một cái nghề mình vẫn tôn trọng. Chứ chị đâu có chê là chị nói là tất cả những người mà bán cá là những người nghèo hèn hay gì. Chị chưa bao giờ nói câu đó, cho nên em nghe cái clip của chị phân tích em phải hiểu cho rõ, hiểu không? Còn nếu như mà không hiểu rõ mà vô bình luận kiểu này, tự chị nản ghê vậy thôi em đừng theo dõi chị nữa. Em bỏ theo dõi chị đi. Chứ nếu theo dõi chị mà em không hiểu kiểu này là chị không có chịu. Tại vì khán giả của chị muốn rằng những cái bình luận của chị, khán giả chị đều hiểu. Còn cái này nè, nếu như em không hiểu hoặc là em muốn cãi theo lời của chị thì em xem lại hết cái clip của chị chia sẻ đi. Em phải nghe cho rõ rồi bắt đầu em mới vô nói. Chứ chị có chê cái nghề bán cá bao giờ em? Chị rất là tôn trọng những người làm bằng sức lao động của mình. Chỉ có duy nhất chị lên án là những con người ăn cướp ăn trộm mà thôi. Còn ngoài ra làm bằng sức lao động, dù đi làm thợ hồ, dù là đi lượm rác hay lượm ve chai hay là bán vé số, chị vẫn tôn trọng bình thường, hiểu không? Có theo dõi chị nói không? Mà ngang xuông rồi nhảy vô cái đè bình luận vậy vậy, khổ quá đi. Rồi, thêm hai cái bình luận này đây nữa nè quý vị, hai cái luôn. Bình luận đó tên là Long Hoàng 7224. Bình luận đầu tiên vô nói như thế này: nó là vô ơn, nhưng với Mission lại có ơn để lấy drama, dù có tiền bao nhiêu cũng muốn thêm. Đó. Cái bình luận thứ hai: chỉ có Mission cần cảm ơn vô ơn vì nó làm drama để cho Mission kiếm tiền. Nói nghe nè Long Hoàng, vậy thì mở kênh ra kiếm tiền đi. Ai cũng có thể làm kiếm tiền, chứ đâu phải là Mission được quyền kiếm tiền và tất cả mọi người và Long Hoàng không được. Nếu như mà nói kiếm tiền ngon lành cứ bay vô làm, tôi ủng hộ. Còn nếu như không biết làm kênh như thế nào, điện thoại hỏi tôi đi, tôi chỉ cho nha. Chứ mình đừng có nhảy vô mà mình nói theo cái kiểu mà con người nó không có iOS. Tại vì nếu như mà có iOS sẽ không nói như vậy. Những gì tôi chia sẻ là tôi muốn cảnh báo đến tất cả mọi người, đừng để cho trên những con người mà lợi dụng trên không gian mạng để tạo ra cho họ thành là một người tốt, để lợi dụng tình thương và trục lợi tiền từ họ. Tôi đang cảnh báo đến tất cả mọi người. Còn nói gì cái vấn đề drama này để mà bu vô để kiếm tiền, vậy thì tôi bỏ drama này tôi làm drama khác tôi cũng kiếm tiền được vậy, đúng không? Cho nên đừng có nói câu đó. Còn nếu như mà nói kiếm tiền kiểu vậy ngon lành nhảy vô kiếm tiền giùm tôi đi, tôi có cấm đâu. Còn nếu không biết tôi chỉ luôn cho, hiểu không? Cho nên đừng có vô bình luận theo cái kiểu mà thiếu iOS và ngu si như vậy. Tại vì có những cái kênh trên mạng xã hội thì có những cái kênh đó người ta mới vạch trần ra những cái góc khuất của xã hội mà mình không thấy được. Người ta đưa ra cho mình để cho mình cảnh giác,
đừng có để những cái con người đó lừa đảo mình, đúng không? Nếu như không coi những cái kênh mà tiếng nói trung thực giống y hệt như tôi thì ai cũng cho rằng em đó là con ruột, và bao nhiêu người cứ ùn ùn tới mà ủng hộ để mua hàng, mà trong khi đó là nó giàu có hơn mình, nó ăn yến mỗi ngày, đúng không? Cho nên là tôi vạch ra để cho mọi người thấy, và nên cần cho tình thương của mình đúng chỗ và những người họ đang nghèo thật sự, chứ không phải những con người mà đang tạo ra một cái hoàn cảnh nào đó để lợi dụng tình thương của cộng đồng mạng để trục lợi, hiểu chưa? Đông Hoàng 7224, quá trời quá đất rồi, nản. Dễ kiếm tiền thì mình bay lên mình làm đi. Nếu như mà nói vậy á thì trên cộng đồng mạng thiên hạ này đâu có những người nghèo, đúng không? Ai người ta cũng nói làm nghề đó dễ kiếm tiền á, bay vô làm. Rồi ai cũng nói cái nghề mà bán hàng online dễ kiếm tiền, bay vô làm. Ai cũng nói bán vàng giàu dữ lắm, bay vô làm. Nếu nói vậy thì thiên hạ này làm gì có người nghèo, đúng không? Còn nếu như nói dễ vậy thì mình bay vô mình làm, ai cấm mình đâu, đúng chưa? Còn trong cái câu chuyện xã hội, những cái câu chuyện nào tôi cảm thấy cần cảnh giác đến mọi người thì tôi sẽ lên. Còn đừng bao giờ nói cái vấn đề mà nói kiếm tiền, kiếm bao nhiêu cũng muốn kiếm thêm. Dĩ nhiên rồi, khả năng người ta có làm được mà làm bằng chính sức lao động. Khi mà tôi lên đây tôi chia sẻ đến tất cả mọi người, nó cũng tiêu hao chất xám của tôi, và tôi nói cũng mệt lắm chứ bộ, đúng không? Cho nên là YouTube cảm thấy cái clip của tôi nó có ý nghĩa, và cái clip của tôi YouTube đặt kiếm tiền trên cái clip tôi chia sẻ, thì dĩ nhiên là họ muốn lấy hình ảnh của tôi, họ lấy cái tip của tôi để được quảng cáo cái sản phẩm của họ, thì họ phải trả tiền cho tôi, đó là quy luật, hiểu không? Chứ đâu có ăn cướp ăn trộm ai. Còn nếu như mà nói vấn đề của cái em vô ơn đó mà dễ kiếm tiền thì bay xuống quay nó đi, bay xuống bợ nó đi, rồi kiếm tiền ai cấm đâu, đúng chưa? Rồi bây giờ thì tôi sẽ chia sẻ về cái vấn đề mà gần 300 kênh tài khoản YouTube bị công ty Đại Nam liệt kê ra để kiện nha quý vị. Vấn đề này lớn, cho nên á là ở đây á là tôi muốn chia sẻ, mà thật sự ra những gì mình chia sẻ thì những cái kênh YouTube dơ nó không có nghe quý vị. Tại vì trước đây á là tôi đã bị phạt hết 7,5 triệu. Tôi đã lên cảnh cáo đến tất cả mọi người là trường hợp nếu làm kênh YouTube mà lấy hình ảnh người ta như vậy, là gọi tên, đưa hình ảnh người ta lên rồi gọi tên người ta, sẽ bị vi phạm nếu như người đó không cho phép. Thì có ai mà bản lĩnh giống tôi không quý vị? Thật ra là những cái kênh YouTube, nhất là cái kênh của Lang Thang Cầu Cống, cái nhóm của nó đó quý vị, đó của Thanh Quyền đâu đó quý vị, thì đã bị phạt 7,5 triệu rất là nhiều lần, chứ không phải là một lần nữa quý vị. Và nếu như mà cái thời điểm đó mà người ta không rút đơn là sẽ dính vô trong cái tội hình sự là giam tù, tội 331 đó quý vị. Đó. Nhưng mà tất cả những cái kênh đó đâu có kênh nào dám nói rằng là tôi bị phạt vì cái lỗi lý do đó đâu quý vị. Không có kênh nào dám nói cả. Chỉ duy nhất một mình tôi là tôi lên cảnh báo đến mọi người. Nhưng mà cái cảnh báo của tôi là đối với những cái kênh mà làm YouTube chân chính mà tuân thủ theo pháp luật thì họ sẽ nghe. Nhưng số đó số ít lắm quý vị. Đa số là những kênh YouTube dơ, những cái kênh YouTube mà câu view kiếm tiền, thì họ sẽ không có nghe về vấn đề đó. Tại vì nếu như mà đưa lên trên YouTube mà không lấy hình ảnh, không giật tích, không câu like đó quý vị, thì nó sẽ không câu được cái lượng xem của khán giả, thì họ đâu có tiền. Cho nên á là cái đợt mà tôi bị phạt 7,5 triệu, tôi đã lên là tôi nói lý do rõ ràng, tôi đâu có giấu quý vị, trong tôi không bao giờ tôi giấu bất kỳ một cái gì. Tôi bị vi phạm, tôi bị một cái lỗi nào đó mắc phải mà do chính bản thân mình không biết, mình lên chia sẻ. Còn bây giờ những kênh khác làm sao nó dám? Bởi nó lên nó nói, nó câu like, nó giật tích, nó muốn hạ danh dự của tôi, nó nói rằng am hiểu pháp luật quá thì tại sao bị phạt. Tôi nói cho tất cả những cái kênh YouTube đó biết, và mách cho tất cả quý vị biết luôn, tại vì không phải kênh YouTube mà tuân thủ, mà những tài khoản cá nhân ở trên mạng cũng phải tuân thủ theo quy định pháp luật như thế này. Vì khi mà làm báo chí là có hiểu luật không, đúng không? Rồi làm phóng viên đài truyền hình có hiểu luật không? Tất cả những người đó đều có bằng đại học luật hết mới ra được cái ngành báo chí nha quý vị. Đó. Mà tại sao những cái người làm trong báo chí, những người làm trong phóng viên đài truyền hình lâu lâu cũng bị người ta kiện quý vị? Là tại sao? Lấy hình ảnh người ta, nhưng những cái hình ảnh mà đưa lên nó không ảnh hưởng gì thì người ta cho qua, nhưng hình ảnh người ta đưa lên mà nó ảnh hưởng gì đến người ta thì người ta kiện, là bắt buộc là phải dính vi phạm pháp luật thôi quý vị. Chứ đừng nói là một cái tài khoản cá nhân. Cho nên ở đây tôi muốn cảnh giác đến tất cả mọi người, một cái tài khoản cá nhân, ví dụ như là Zalo nè, Facebook của mình nè quý vị, thì đó là tài khoản cá nhân. Nhưng khi mình chia sẻ thông tin sai sự thật mà cái người mà bị mình chia sẻ cái thông tin đó mà họ kiện mình đó quý vị, thì chắc chắn rằng nhẹ nhất mình sẽ bị phạt 7,5 triệu. Còn nếu nặng nhất mình sẽ vướng vô trong cái tội 331 là ở tù 3 năm giống y như chị Nguyễn Phương Hằng. Cho nên qua đây công ty Đại Nam, công ty Đại Nam nha quý vị, chứ không phải là bà Nguyễn Phương Hằng bà kiện. Tại vì công ty Đại Nam đó là công ty cổ phần,
thì công ty cổ phần thì không phải một mình bà Hằng và ông Dũng làm chủ, trong đó còn những cổ đông khác nữa, mà những cái trang tài khoản cá nhân mà làm ảnh hưởng đến quyền lợi và công ty của người ta là người ta sẽ kiện, mà đụng tới doanh nghiệp là nhà nước sẽ bảo vệ nha quý vị. Cho nên là gần 300 cái tài khoản Facebook nè, rồi TikToker nè, rồi YouTuber nè bị đưa ra kiện. Tại từ trước tới bây giờ á, là bà Nguyễn Phương Hằng bà không có kiện, nhưng đến thời điểm này là bà không còn nói nữa, bà sẽ kiện. Mà một khi mà bà kiện, tôi bảo đảm với lại quý vị là đều dính hết. Tại những người mà nói tới bà là nghĩ rằng bà không kiện đó quý vị. Đó, cho nên là cứ lấy hình ảnh của bà mà đưa ra xúc phạm nói cho ngon lành. Và những cái kênh TikTok á, là tại vì biết sao không? Là họ giật tích để họ câu view. Câu view được nhiều thì bắt đầu họ lấy cái tài khoản của họ để họ bán hàng, nó là như vậy. Nhưng không nghĩ là cái mà câu view đó mình cũng bị vi phạm pháp luật. Mình chỉ cần cắt một cái clip của bà lên nói thôi. Nhưng cái chia sẻ đó của mình nhằm mục đích để cho bà bị mất uy tín, bị người ta tấn công, thì thế nào cái đó cũng bị vi phạm pháp luật. Và đến ngày hôm nay là tôi cảm thấy rất là bất ngờ là trong cái số gần 300 cái người mà bị công ty Đại Nam kiện, trong đó có những cái kênh là giáo sư, phó hiệu trưởng trường đại học luôn đó nha quý vị. Có những cái tên đó bị kiện luôn, tôi cảm thấy tôi vui cực kỳ đó quý vị. Những cái kênh YouTube mà tự mọc phát là tại vì thất nghiệp, rồi bắt đầu học hỏi lên để làm YouTube, thì người ta không hiểu biết luật, người ta bị vi phạm pháp luật, cái đó cũng hiểu. Nhưng là một cái người là giảng viên của trường đại học, phó hiệu trưởng, tiến sĩ, là dân có học đúng không quý vị, mà lại bị kiện mà vi phạm pháp luật là sao quý vị? Rồi, tôi sẽ chia sẻ cái nội dung của công ty Đại Nam kiện những cái kênh YouTube như thế này. Và trong khi đó là tôi nghe bà Nguyễn Phương Hằng bà nói là bà sẽ bỏ ra 30 luật sư để mà kiện những cái kênh nào xúc phạm. Ví dụ như bây giờ trong cái câu chuyện của CEO Nguyễn Phương Hằng mà lên nói ông Thích Minh Tuệ, thì ví dụ như trong cái sự việc này thì chỉ có duy nhất là ông Thích Minh Tuệ mới là người có quyền để đứng ra kiện bà Nguyễn Phương Hằng. Còn những cái kênh khác mà vào xúc phạm bả thì những kênh đó là vi phạm pháp luật nha. Tại vì bả đâu có nói đến những cái kênh đó, bả cũng đâu có đụng chạm đến những người đó mà vô duyên vô cớ xúc phạm bả. Thì cái việc nào pháp luật sẽ xử lý theo cái việc đó. Bà Hằng mà nói ông Thích Minh Tuệ mà nói cái nào sai, bả sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Mà cái pháp luật đó là với điều kiện bên phía nhà của ông Thích Minh Tuệ kiện bả. Còn những cái kênh khác mà xúc phạm bả thì những kênh đó sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật những cái lời vu khống và xúc phạm bả. Đó. Thì trong cái nội dung mà thông báo mà kiện gần 300 tài khoản trên mạng xã hội như thế này đây quý vị, thời gian qua trên không gian mạng xuất hiện rất là nhiều cá nhân thường đăng tải đưa ra các thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân là cổ đông của công ty Đại Nam và pháp nhân của công ty cổ phần Đại Nam, xâm phạm trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp của công ty và cổ đông, quyền lợi hợp pháp của các cổ đông và tình hình hoạt động ổn định của công ty cổ phần Đại Nam thông qua các tài khoản mạng xã hội như Facebook, TikTok, YouTube, đặc biệt các tài khoản đăng tải một số thông tin có nội dung xuyên tạc, chống phá đảng và nhà nước Việt Nam, gây mất an ninh trật tự xã hội và xâm phạm đến an ninh quốc gia, đính kèm là danh sách các tài khoản mạng xã hội do công ty cổ phần Đại Nam liệt kê. Hiện nay, công ty cổ phần Đại Nam và các cổ đông tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ, trích xuất dữ liệu từ các tài khoản trên, lập vi bằng, ghi nhận sự tồn tại các thông tin để hoàn tất thủ tục tố giác hành vi vi phạm pháp luật của các cá nhân và chủ tài khoản mạng xã hội nêu trên theo quy định của pháp luật về hình sự. Các tài khoản ở nước ngoài phạm vi nước Việt Nam sẽ gửi tài liệu đến Đại sứ quán sở tại của Bộ Công an Việt Nam. Ngon ngang, động tới đây là nghe đã rồi nha quý vị. Những cái tài khoản ở nước ngoài là nghĩ rằng là sẽ chửi bà Nguyễn Phương Hằng và chửi và tấn công vô trong cái công ty Đại Nam là nghĩ là không sao. Trời đất ơi, một khi một cái người mà doanh nghiệp lớn như vậy đó quý vị, người ta đã quyết định làm tới cùng thì sẽ là làm tới bến. Đó, thì những cái kênh mà ở nước ngoài á, là nghĩ sẽ không sao. Đâu có, nè, đọc ở dưới đây nè quý vị. Những tài khoản ở nước ngoài mà những người Việt Nam thì sẽ gửi tài liệu đến Đại sứ quán sở tại và Bộ Công an làm việc được không quý vị? Nếu như mà còn xúc phạm và cố tình đó quý vị, thì sẽ bị trục xuất khỏi Việt Nam, khỏi nhập về Việt Nam luôn. Chúng tôi khẳng định các thông tin về công ty cổ phần Đại Nam và các cổ đông của công ty cổ phần Đại Nam được đăng tải từ các tài khoản mạng xã hội nêu trên là hoàn toàn bịa đặt và không đúng sự thật. Công ty cổ phần Đại Nam kính thông báo đến quý vị được biết và cân nhắc khi tiếp cận và chia sẻ thông tin nêu trên. Trân trọng, thì ở dưới đây
là tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam là ông Huỳnh Quy Dũng ký tên nha quý vị. Đó, thì trong đây á, là cái đợt 1 là liệt kê ra là 100 kênh tài khoản. Thì trong đây có hai cái tài khoản Facebook là Nguyễn Liễu và Nguyễn Xin. Thì quý vị biết rằng là cái Facebook của Nguyễn Xin rất là nổi tiếng, và Facebook của Nguyễn Xin có rất là nhiều lượt theo dõi nha quý vị. Đó, rồi cái thứ hai nữa bên đây á, và cái hàng chính giữa bên đây là 72 tài khoản của TikTok. Đó, thì thường á, là TikTok á, là tài khoản cá nhân thì nhiều quý vị, rất là nhiều tài khoản cá nhân. Còn ở bên cái cột thứ ba, cái đợt đầu tiên là tổng cộng là 26 kênh YouTube. Thì trong đây á, là 26 kênh YouTube này là trong đây tôi có quen nhiều kênh, và cũng có vài kênh dính vô trong cái 46 đơn kiện của tôi. Đó, tại vì á, là khi mà cái đơn kiện của mình mà cái số lượng lớn như thế này, khi mà cái đơn kiện mà tổng cộng gần 300 tài khoản để mà xúc phạm và vu khống công ty cổ phần Đại Nam chỉ mới đợt 3 thôi, và khi phát hiện ra team nó sẽ có đợt 4, đợt 5, đợt 6, đợt 7 quý vị. Đó, thì đến thời điểm này thì công ty cổ phần Đại Nam đã liệt kê ra kiện gần 300 kênh và số tài khoản cá nhân ở trên không gian mạng. Cho nên á, tôi chỉ nói như thế này, khi mà câu like, câu view mình phải biết được là cái nào trong phạm vi cho phép, chứ không phải là mình thấy là à, trong cái drama đó nó nổi quá, nhảy vô đi, chửi bà đó càng nhiều đi, nói bà đó càng nhiều đi thì view nó sẽ cao. Nhưng mà phải dòm lại, nếu như mà trong vòng 1 năm đó mình kiếm được cái số tiền đó là bao nhiêu. Nhưng khi mà mình đã vi phạm pháp luật, tại vì trong vòng 1 năm thì cái lượng mà mình lấy hình ảnh của người ta, mình vu khống cho người ta bịa đặt á, thì những cái đó 3 năm tù đổi lại được không? Đúng không? Cho nên là mình làm YouTube mình cũng phải học về mặt pháp luật. Ai không hiểu phải học để mình chia sẻ trong phạm vi cho phép. Không phải là ngu mà lên cứ thấy người ta câu view là mình làm nha quý vị. Thì trong cái đợt đầu tiên mà có 26 kênh YouTube, thì trong đó có mấy kênh là dính vô trong 46 đơn kiện của tôi nữa, chứ không phải là của bà Hằng không đâu nha quý vị. Đó, kênh YouTube đầu tiên là của Đinh Lan nè, Hoàng Di Hùng là luật sư Hoàng Di Hùng ở bên Mỹ nè, Hoàng Kim Dung, Hoàng Sáo TV, Phan Phong, Phương Hai Lúa, Trang Vina, Thám Tử Cao, Lê Minh tiêu rồi, Lê Minh Luật Khe tiêu rồi. Đợt này là tiêu, tại vì những cái câu nói và những cái hình ảnh của Lê Minh Luật Khe mà đưa lên đó quý vị là toàn là vu khống, xúc phạm danh dự và nhân phẩm và làm ảnh hưởng đến công ty cổ phần Đại Nam, tiêu rồi. Những cái kênh này mà công ty cổ phần Đại Nam không làm thì thôi, mà làm bảo đảm dính chưởng, mà dính theo cái kiểu 3 năm, chứ không phải là dính theo kiểu phạt 7 triệu rưỡi đâu quý vị ơi. Rồi, trong đây có một cái kênh này, rồi Phương Hai Lúa, đó, Phương Hai Lúa là dính đơn của tôi nha quý vị. Tiếp theo nữa là Nam Râu, luật sư Thanh Trần, Happy Media, Thành Đô, Diệp Dậu, Bảy Gà, Nhạc Chế Nhất Phương, Sam TV, Sơn Tây Đô, Phương Anh USD, tức là bánh tét đó quý vị. Bánh tét nó nghĩ nó bên Mỹ, nó chửi cho đá luôn quý vị. Nó chửi cho đá đời luôn, nó vu khống, nó chửi bà Nguyễn Phương Hằng, nó chửi kinh khủng luôn đó quý vị. Chửi nào là con đời y ngã, rồi nào đi cướp giật tài sản, rồi nào đi cướp chồng, nó nói tùm lum, tưởng đâu bên Mỹ không làm được. Tiêu dời. Thêm bên đây coi, à, Thông Tin Online, Bảy Gà, Happy Media, tới hai kênh luôn. Phương Lấy Đất Đại Nam, Cuta, à, Chiến Xứ Nghệ, Quê Tôi Bạc Liêu. Thì trong đây á, cái đợt đầu tiên trong đây là có 3 kênh là dính vô trong cái 46 đơn kiện của tôi. Tức là trong đây là bà Hằng kiện, thì trong số 26 kênh YouTube này có 3 kênh là tôi kiện nha quý vị. Trong đó là gồm có là Nhạc Chế Nhất Phương, Phương Hai Lúa, Phương là cùng là một kênh nha quý vị. Tại vì cái Nhạc Chế Nhất Phương này á, lên là binh vực ông Thích Minh Tuệ rất là nhiều và xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng. Thật ra ở đây trong cái câu chuyện mà khi tham gia ở trên mạng xã hội đó quý vị, những cái kênh YouTube nó câu view, câu like, cho nên tất cả mọi người mà tham gia trên không gian mạng mình phải biết được là cái kênh đó là họ như thế nào. Còn khi những gì họ nói mà vi phạm pháp luật, họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật quý vị. Đó, thì trong 3 kênh này thì công an đang làm việc. Cái vấn đề của tôi có 46 kênh thôi mà đã giải quyết nay là gần 8 tháng rồi đó quý vị. Còn nếu như mà nói cái vấn đề của CEO Nguyễn Phương Hằng mà nó tới mấy trăm như thế này mà gửi ra tới ngoài bộ, thì tôi nghĩ là mất ít nhất thời gian nó cũng phải gần 2 năm nó mới tiến hành được xử cái này. Tại vì khi mà muốn mà thu thập những chứng cứ để mà kết tội bất kỳ một người nào đó quý vị, mà bây giờ thì mới đưa ra một cái quyết định là khi có cái đơn kiện đó là xử lý ngay. Tại sao những cái đơn kiện của tôi nó lâu là như thế này? Là tại vì những cái kênh mà mình kiện á, là mình chỉ đưa những cái đường link của cái kênh đó thôi, chứ mình không biết địa chỉ của họ.
Thì khi mà công an họ tiếp nhận cái đơn kiện của mình, họ sẽ đi thu thập cái người đó hiện tại bây giờ sống ở đâu, là bắt đầu họ mới làm việc ngay chỗ công an địa phương ở chỗ đó về cái vấn đề đơn kiện của mình, cho nên nó mới lâu. Còn nếu như mà mình biết cái kênh đó địa chỉ ở chỗ nào thì dĩ nhiên là cái thời gian để cho công an họ đi thu thập chứng cứ, để thu thập cái nơi của cái người bị kiện đó đó quý vị, thì nó sẽ rất là nhanh. Cho nên nó có nhiều người nói tại sao mà cái đơn kiện của Mason kéo dài, và những kênh YouTube đó nói kiện mà sau nay tới 8 tháng mà không nghe giúp giúp gì, chắc không làm gì được mình. Không có. Một khi mà công an người ta tìm ra, tại vì quý vị biết mà, những cái kênh YouTube mà nó kiếm sống thì dĩ nhiên nó sống lang bạc lắm quý vị. Bữa nay nó thuê nhà trọ ở chỗ này, ngày mai nó thuê nhà trọ ở chỗ khác. Thì khi muốn làm việc cái người đó đó quý vị, nó cần thời gian và mất thời gian. Đó là như vậy đó quý vị. Chứ không phải mà đơn kiện là công an không xử, không có. Công an đang rà soát coi những cái người đó hiện tại bây giờ là sống ở chỗ nào và tạm trú hoặc thường trú ở chỗ nào, là như vậy đó quý vị. Rồi tiếp theo, cái đợt 2 danh sách của công ty cổ phần Đại Nam đưa ra, đợt 2 là tổng cộng 86 cái tài khoản. Thì 86 tài khoản đó là đều là TikTok không thôi quý vị. Biết lý do tại sao không? Là tại vì TikTok á, chia sẻ rộng rãi lắm quý vị. Chỉ cần là nó đưa lên cái để câu view câu like, mà cái xu hướng của cái drama nào thì TikTok nó đưa lên rất là nhanh quý vị. Rồi tới cái đợt thứ 3, thì trong đợt thứ 3 này thì có YouTube và thêm Facebook nữa. Thường TikTok là nhiều nhất. Thì đợt thứ 3 này tổng cộng cũng là 100 số tài khoản. Thì có 82 tài khoản của TikTok và 13 tài khoản của YouTube, 5 tài khoản là của Facebook quý vị. Thì trong cái tài khoản Facebook đó, thì 5 cái tài khoản Facebook thì cái này tôi không có quen. Còn cái YouTube, trong 13 cái YouTube của đợt 3 này đưa lên, thì trong đó là có nụ xì tin nè, tiêu nụ rồi. Nụ rồi, gì của cái chị ăn cướp kép sắt đây quý vị, nụ xì tin. Rồi quan trọng nhất là trong đây có một người rất là có học thức đây quý vị, Vũ Thế Dũng. Thì Vũ Thế Dũng là phó hiệu trưởng trường đại học đó, mà là bằng tiến sĩ đó. Thì một cái người mà có học thức như vậy, quý vị cứ vô trong cái kênh Vũ Thế Dũng, nó sẽ có cái phần giới thiệu về cái người chủ kênh đó như thế nào, thì quý vị sẽ biết được là cái học vị của cái người này là như thế nào. Và trước đây theo như tôi biết đó, là Vũ Thế Dũng này là cái người đã từng ủng hộ chị Nguyễn Phương Hằng. Nhưng mà sau đó là theo cái vấn đề của Thích Minh Tuệ, view nó rất là cao. Thì khi mà view cao rồi thì họ sẽ chọn những vấn đề ông Thích Minh Tuệ. Nói chung là họ sẽ nghiêng về cái vấn đề lợi cho họ, chứ thật ra họ không có binh vực ai đâu quý vị. Còn nếu như mà nói một cái tiếng nói công tâm để cảnh tỉnh đến tất cả những người trên không gian mạng, đến người dân đó quý vị, thì chắc chắn người ta sẽ nói về cái vấn đề công tâm. Và người ta sẽ vạch ra cái nào của bà Nguyễn Phương Hằng đúng và cái nào của bà Nguyễn Phương Hằng sai. Và những cái của ông Thích Minh Tuệ là nó không đúng ở chỗ nào, người ta phải đưa ra. Nhưng cái kênh của ông Vũ Thế Dũng này thì hầu như là đang tâng bốc đưa lên cái ông Thích Minh Tuệ này như là một người Phật sống vậy đó quý vị. À, tự nhiên có cái kênh này vô tôi thấy bất ngờ ghê đó quý vị. Rồi, và cái đợt 3 này thì trong 3 đợt này thì trong đây có mấy luật sư lẫn nhau quý vị. Đó, luật sư Trần Đình Thu. Cho nên ở đây nè, dù là luật sư hay là một người dân bình thường, một cái tài khoản cá nhân, đa số là bên TikTok là tài khoản cá nhân thôi nha quý vị. Còn YouTube là những cái kênh truyền thông. Còn Facebook á, thì trong đó thì cũng có Facebooker. Thì trong đây từ cái đợt 1 cho tới đợt 3 thì Facebooker chỉ có Nguyễn Xin là một cái Facebooker lớn nhất đó. Thì ở đây á, là dù tài khoản cá nhân hay là một cái kênh truyền thông thì mình cũng phải đưa và mình nói những cái gì trong phạm vi cho phép. Mình không có quyền là lên nói về cái vấn đề khép tội cho bà Nguyễn Phương Hằng sẽ đi tù lần 2. Và không thể nào là mình cho là bà làm cái việc này là sai, bà làm việc kia là không đúng. Cái việc của tất cả những người dân mà sống tại Việt Nam, ai làm sai chỉ có duy nhất là pháp luật, họ mới đưa ra một cái phán quyết là người đó sai quy định pháp luật mà thôi. Còn khi mà mình đưa ra mà mình phân tích, mình chỉ phân tích cho mọi người có một cái góc nhìn, giống y như trong cái câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng, tôi phân tích những cái gì của chị ấy đúng, tôi sẽ phân tích những cái gì mà câu nói của chị nó không cùng quan điểm với tôi đó. Với cái góc nhìn của các ông Thích Minh Tuệ cũng vậy, tôi đưa ra cho mọi người tín ngưỡng là tốt, nhưng đừng có u mê, mê tín quá. Cái vấn đề Việt Nam mình mê tín thì nhiều lắm quý vị. Tôi đưa ra một cái góc nhìn, chứ không có cáo buộc cho là cái người đó là sẽ bị vi phạm pháp luật, đúng không quý vị? Còn cái vấn đề vi phạm pháp luật hay không thì để cho nhà nước họ vô cuộc, chứ không phải mình làm kênh cái mình phán cái này là tù 3 năm hay tù 8 năm là như vậy là không được. Và hai nữa, mình đem cái hình ảnh của người khác lên để mình câu view, thì những cái mà mình câu view đó nó làm ảnh hưởng đến danh dự
và lợi ích hợp pháp của người đó thì chắc chắn người ta sẽ kiện mình. Và một khi mà người ta chỉ có duy nhất người ta rút đơn thôi. Còn nếu như người ta không rút đơn, người ta muốn làm tới cùng 2 năm, 3 năm thì mình cũng sẽ bị vi phạm pháp luật mà thôi. Tin tôi đi. Đây, bây giờ tôi chia sẻ đến tất cả mọi người báo lao động nha quý vị, đã ra một cái công văn này. Và tôi nghĩ rằng những người tham gia trên không gian mạng và nhất là những người làm kênh thông tin truyền thông nên học hỏi những cái này và để rút kinh nghiệm, để chi áp dụng trong cái hành nghề mà làm YouTube của mình và làm báo chí của mình đây quý vị. Thì báo Lao Động có đăng vào ngày 7 tháng 11 năm 2024, thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo những cái phiên live công kích xúc phạm trên mạng xã hội. Công an đã vào cuộc rồi nha quý vị. Livestream tràn lan với cái nội dung công kích để trở thành công cụ cho những đối tượng xấu thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Chiều ngày 7 tháng 11, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh cung cấp tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn trước phản ánh về việc các phiên livestream trên mạng xã hội có cái nội dung là công kích xúc phạm người khác. Công an thành phố Hồ Chí Minh có cái phản hồi. Thượng tá Nguyễn Thăng Long nhấn mạnh tại Việt Nam, mọi công dân đều phải tuân thủ pháp luật, kể cả trong các hoạt động trên không gian mạng. Đảng và nhà nước luôn tôn trọng quyền tự do dân chủ ngôn luận của công dân, nhưng quyền này cần được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật để bảo vệ lợi ích chung của xã hội. Tức là Việt Nam vẫn cho phép mỗi người dân được quyền tự do ngôn luận, nhưng cái tự do ngôn luận đó nó nằm trong phạm vi, trong khuôn khổ mà pháp luật cho phép. Cho nên những người mà làm mạng truyền thông, những người mà tham gia trên không gian mạng phải biết được cái luật này quý vị. Còn nếu như không là mình sẽ bị vi phạm pháp luật. Vô tình mình bị vi phạm pháp luật thì cái đó không nói quý vị. Còn mình cố tình, mình đã biết rồi mà mình cố tình rồi thì rất là nặng, 331 chứ không phải là 7,5 triệu nữa quý vị. Thượng tá Nguyễn Thanh Long, Phó Phòng Tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết các phiên live có cái nội dung công kích xúc phạm cá nhân có thể trở thành công cụ cho những đối tượng xấu thực hiện các hành vi sai trái như là dàn dựng xuyên tạc sự thật, phát tán tin đồn sai lệch, nội dung phản cảm, thô tục, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm quyền lợi ích của cá nhân, của tổ chức. Theo Thượng tá Long, để bảo vệ môi trường mạng lành mạnh, mọi người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia trên không gian mạng, tôn trọng quyền tự do ngôn luận trong khuôn khổ pháp luật. Công dân cần nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật khi sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là quyết định số 847 của Bộ Thông tin Truyền thông ban hành vào ngày 17 tháng 6 năm 2021 về quy tắc ứng xử trên không gian mạng nhằm đảm bảo hành vi của tổ chức cá nhân khi tham gia trên không gian mạng đúng đắn. Công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị người dân không tham gia, ủng hộ hay bình luận vào các livestream có cái nội dung là công kích, thay vào đó là cần lên án những hành vi sai trái và thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Đó, thì trong đây đó quý vị, là cảnh báo đến tất cả người dân là không được lên livestream xúc phạm công kích người khác. Và những cái người mà tham gia vô trong cái buổi livestream trực tiếp đó đó, là mình thấy những cái việc mà xúc phạm mà sai trái như vậy thì mình cần tố giác. Mình cần tố giác đến cơ quan chức năng để ngăn chặn cái việc làm đó của họ, chứ không nên là vào bình luận để mà bắt tay đồng tình với lại cái phiên live đó để xúc phạm người khác, thì người bình luận cũng bị vi phạm pháp luật luôn đó quý vị. Cho nên một khi mà cái quy định pháp luật nó đã ra rồi thì dĩ nhiên là chỉ cần một cái đơn tố giác thôi người ta đã xử lý. Còn đằng này cái đơn kiện là trực tiếp của cái người chủ đó họ kiện thì mệt đó quý vị. Dù nó lâu nhưng mà những cái đối tượng đó vẫn bị xử lý. Chứ đừng thấy mà lâu rồi tưởng đâu à, hù kiện vậy thôi chứ không làm gì. Lực của nhà nước khi mà đưa ra thì dĩ nhiên là phải chấp hành, chứ không phải là người ta đưa ra chỉ để dòm đâu quý vị. Có rất là nhiều người không có hiểu lý do tại sao mà tôi đăng cái bài đăng này. Thì ngày hôm nay tôi sẽ giải thích cho tất cả mọi người cùng nghe lý do tại sao mà tôi đăng như thế này. Tức là trong cái nội dung mà tôi đăng, tôi chia sẻ trên cái bài đăng xì ta tút đó quý vị, thì tôi đăng là người thần tượng của tôi sao mà đẹp trai dữ vậy nè, nếu là dân Việt Nam yêu nước thì phải trả tim nhen, tức là thả tim cho ông Tổng thống Trump. Lý do tại sao mà tôi lại nói như vậy thì ngày hôm nay tôi sẽ giải thích cho tất cả mọi người cùng nghe, để nhiều người thắc mắc cũng không hiểu. Là trong đây tôi có ghi hai cái nội dung: ủng hộ loại bỏ TikTok ra khỏi Việt Nam, tôi yêu Tổng thống Trump đã thay mặt Việt Nam chỉ thẳng mặt những người Việt Nam Cộng Hòa, các anh là kẻ phản nước. Đầu tiên ở trên, tại sao tôi ủng hộ cái vấn đề mà Việt Nam mình loại bỏ TikTok ra khỏi Việt Nam là vì lý do như thế này. Thì ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho tất cả mọi người là lý do như thế này đây quý vị. Tức là TikTok khi mà mọi người chơi á,
thì tất cả những cái chia sẻ trên TikTok có những cái nó rất là bình thường, nhưng mà đều bị báo cáo và xóa hẳn luôn, đúng không? Và nếu như bị mà mấy lần là nó sẽ xóa luôn cái kênh của mình luôn, đúng không? Nếu ai chơi TikTok là sẽ biết được điều đó. Nhưng đặc biệt là chỉ có những cái chia sẻ để xúc phạm những người lãnh tụ của Việt Nam, như là Bác Hồ, như là Bác Nguyễn Phú Trọng, như là Bác Võ Nguyên Giáp đó, thì những cái tài khoản TikTok này lên xúc phạm. Thì những cái tài khoản TikTok này nè quý vị, giờ đầu tiên tôi cho tất cả mọi người xem qua một cái video clip này nha quý vị. Toàn là lấy hình ảnh của những người Bác Hồ nè, Bác Nguyễn Phú Trọng nè, Bác Võ Nguyên Giáp nè lên xúc phạm, mà kêu chế thành những cái nhạc chế là xúc phạm Bác Hồ của mình dữ dội lắm luôn quý vị. Nhưng mà những cái clip này nó lên tới triệu view không à. Nếu như mà cái người kiểm duyệt TikTok, khi mà TikTok đó là của Trung Quốc đúng không quý vị, nhưng mà khi về tới Việt Nam thì cái người quản lý của TikTok tại Việt Nam đó là người Việt chứ không phải là người Trung Quốc, đúng không? Vậy thì tại sao những cái clip này vẫn để, nhưng những cái clip khác mà nói chuyện bình thường hoặc phản bác lại những cái việc làm mà phản nước của những cái tụi mà ba que đó quý vị, thì lại bị báo cáo, bị xóa hết tất cả các clip. Còn cái clip mà xúc phạm Bác Hồ, cái clip mà xúc phạm Bác Nguyễn Phú Trọng, là xúc phạm Bác Võ Nguyên Giáp, tại sao nó lên tới triệu view mà không bao giờ xóa bỏ cái clip đó? Vậy là vì sao? Đúng không quý vị? Nè, mời tất cả mọi người xem qua một cái clip đầu tiên. Clip này tao gửi cho mấy con mà kiểm duyệt viên TikTok nè. Tụi mày nhìn đi. Nè. Những cái kênh như vậy á mà tụi mày cho lên mấy triệu view, mấy trăm ngàn view, trong khi tụi tao á sáng tạo, tập trung đầu tư làm video chỉnh chu các thứ, tụi mày bóp tương tác, bóp tất cả mọi thứ, tụi mày không cho lên. Có khi những idol khác người ta làm việc chân chính, tụi mày còn đánh sập kênh người ta. Nè, trong khi những cái kênh như này nè, tụi mày cho lên, tụi mày làm được không? Nếu tao mà làm kiểm duyệt viên á, tao trả lại bầu trời trong sạch cho TikTok Việt Nam liền. Những cái kênh như thế này tao cho bay màu sạch, một nút nhạc một, không để cho rẻ trứng. Trả lại bầu trời trong sạch cho đất nước Việt Nam hòa bình. Nó những cái kênh gì đó, tụi mày cho lên. Mày biết những cái kênh như thế này là như thế nào không? Chống phá đó. Mà tụi mày vẫn việc cho lên ầm ầm. View cao ngắt ngưỡng mấy triệu view. Gửi cho tụi mày TikTok những thằng kiểm duyệt viên TikTok nhớ mặt đó. Đây là lý do tại sao mà tôi ủng hộ là TikTok biến khỏi Việt Nam nha quý vị. Nếu thật sự kiểm duyệt của TikTok là người dân Việt Nam là sẽ bảo vệ đất nước mình, không thể nào để cho những cái tài khoản này mà xúc phạm lãnh đạo, lãnh tụ của đất nước Việt Nam mình được. Nó không phải là nó chế những cái tấm hình này đâu quý vị, mà nó còn chế thêm những cái lời hát nữa quý vị. Và những cái lời bài hát đó tôi không thể nào mà tôi kể ra cho tất cả quý vị cùng nghe, nhưng mà cái lời đó nó rất là xúc phạm. Nhưng tại sao những cái clip này nó lại được lên xu hướng, đúng không? Và những cái người mà làm clip chân chính thì lại bị bóp tương tác, bị xóa hoặc thậm chí là bị đánh sập kênh luôn. Vậy thì những cái người kiểm duyệt TikTok này là người Việt Nam hay là người nào? Mà nếu thật sự là người Việt Nam quản lý cái TikTok tại Việt Nam mà cho những cái xu hướng này lên thì những người đó có phải là phản nước không? Chứ người dân Việt Nam người ta sẽ bảo vệ, đúng không quý vị? Rồi thêm một cái clip thứ hai nữa nè quý vị. Các bạn có thấy một điều kỳ lạ rằng như thế này không? Mình biết khi mình nói ra cái video này kiểu gì cũng sẽ bị tắt tiếng hoặc là xóa bản quyền hoặc là khóa tài khoản vĩnh viễn, nhưng mình vẫn phải nói. Các bạn để ý đi mà xem tất cả những cái comment mà người Việt mình chửi cái bọn phản động, cái bọn ba que, cái bọn bán nước hại dân, cái bọn phản quốc, cái bọn ăn cháo đa bát, tại sao lại bị TikTok là đánh bản quyền, là vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Nhưng tại sao những cái clip mà bôi bác những cái vị lãnh tụ Việt Nam này, những cái bọn như thế này, tại sao TikTok lại không đánh bản quyền và không gỡ bỏ hoặc là không khóa những cái tài khoản này lại? Tại sao lại vậy? Hay là cái trang chính, cái ứng dụng TikTok này là đang tạo ra một cái cách mạng màu gì đấy cho Việt Nam? Mà nếu như có thể thì mình mong rằng an ninh mạng hay tất cả những cái cơ quan chức năng có thẩm quyền là gỡ toàn bộ những cái video hoặc là cấm những cái người mà tạo ra những cái thứ không sạch sẽ cho đất nước mình như thế này. Và hoặc nếu như có thể thì cấm TikTok hiện hữu tại Việt Nam và xóa ứng dụng này lại. Đúng không quý vị? Nếu như mà đã là TikTok đi vô trong Việt Nam, Facebook đi vô Việt Nam, YouTube cũng vô trong Việt Nam, thì những cái người mà làm việc cho YouTube, làm việc cho TikTok, làm việc cho Facebook thì những người quản lý đó cũng là người Việt Nam, đúng không? Ví dụ như nó qua đất nước nào thì nó sẽ thuê nhân viên của đất nước đó để làm việc. Chứ bây giờ ví dụ như của Mỹ đi, nó qua bên Việt Nam, nó quản lý làm sao biết được, đúng chưa? Thì cái người quản lý kiểm duyệt ở tại Việt Nam ăn lương của YouTube, ăn lương của TikTok, ăn lương của Facebook, nhưng mà là người Việt Nam thì dĩ nhiên phải kiểm duyệt những cái bài đó. Mà những cái bài đó xúc phạm nước Việt Nam mà vẫn để cho lên xu hướng thì những người kiểm duyệt đó là ai, có phải phản nước không quý vị? Vậy thì ủng hộ không? Ủng hộ rồi bỏ Việt Nam không? Rồi,
Đó, thì lý do của tôi là tôi ủng hộ là dẹp TikTok nó là như vậy quý vị. Đó, thì để lần sau tôi sẽ chia sẻ, mỗi ngày tôi sẽ chia sẻ thêm cho tất cả người dân của Việt Nam mình đó quý vị, biết được là cái ảnh hưởng, cái hệ lụy của TikTok nó như thế nào. Biết rằng là trên TikTok có những người họ sống trên đó. Bây giờ ví dụ như là đã chọn trên không gian mạng để sống kiếm tiền thì TikTok không được thì Facebook làm chi, rồi cái thằng YouTube làm chi, đúng không quý vị? Những cái mạng xã hội nào mà nó làm ảnh hưởng đến đất nước thì chúng ta phải cùng nhau để mà tẩy chay nó, chứ không phải là vì cái lợi của mình mà mình để cho đất nước mình bị gì thì kệ, là tôi phản đối nha quý vị. Thì dưới cái bài đăng đó của tôi thì ông Trump là tại sao tôi ủng hộ, là tại vì ông đang binh đất nước Việt Nam mình mà. Ông đang chỉ thẳng vô trong mặt những cái người mà bao que ông nói là các anh là những kẻ phản nước, thì làm sao tôi tin tưởng để sử dụng các anh được? Nước các anh mà các anh còn phản thì làm sao tôi tin tưởng các anh trung thành với lại đất nước Mỹ của chúng tôi? Thì ông nói đúng mà quý vị. Thì ở dưới cái bài đăng của tôi thì có một cái tài khoản Thanh Tuyền Nguyễn nha quý vị. TikTok là cái gì? Dốt mà nói chuyện thế giới đó. Thì nói nghe là Thanh Tuyền Nguyễn có dốt hay không, nhưng tôi vẫn là một người yêu nước. Còn Thanh Tuyền Nguyễn có yêu nước không hay là phản nước? Nói nghe đơn giản vậy thôi, đừng có nói học cao hiểu rộng mẹ gì chứ. Nói đơn giản vậy nè, có yêu nước không? Dốt nhưng tôi biết yêu nước, đúng chưa? Dốt tôi biết bảo vệ đất nước, và dốt tôi biết xây dựng cùng nhau để xây dựng cho đất nước Việt Nam giàu đẹp để xứng tầm với lại thế giới. Và tôi đang phát triển từng ngày, và những người Việt Nam đang phát triển từng ngày để vươn tầm với những nước khác. Dốt đó mà ta còn biết vậy chứ cỡ thông minh á chắc lên làm tổng thống rồi, hiểu không? Còn đằng này mở miệng ra nói là dốt mà nói chuyện thế giới, vậy thì bây giờ những cái hình ảnh hồi nãy tôi đưa ra, nếu như là con người của Việt Nam, con dân của Việt Nam mà người ta đưa ra lãnh tụ của mình, bác Hồ, bác Nguyễn Phú Trọng, bác Võ Nguyên Giáp, bác Tô Lâm, tức là những người mà lãnh đạo cao nhất, nó đem ra nó xúc phạm mà nó làm méo mó, nó ghép hình những cái con vật vô, thì nếu như mà TikTok vẫn cho những cái đó lên xu hướng thì nghĩ sao hả con ngu? Thanh Tuyền Nguyễn nè, mở miệng ra là ngu như con bò vậy hà, xong còn nói tôi qua hậu dốt nữa chứ. Qua hậu dốt mà thành đạt, qua hậu dốt giàu có, qua hậu dốt yêu nước, qua hậu dốt biết cùng với đất nước của mình để phản đối, để bảo vệ và chống trả trước những cái kẻ muốn xâm lấn đất nước, và trước những cái kẻ mà ba que muốn nhằm lợi dụng những cái Phật giáo để mà hại đất nước Việt Nam. Đó là dốt đó. Chứ cỡ mà không dốt nữa thì chắc có lẽ là giờ không biết là Mission làm cái gì luôn đó, hiểu không? Còn Thanh Tuyền Nguyễn không dốt làm gì rồi, làm gì được cho Việt Nam rồi? Hiện tại là cái gì hả? Thấy hình ảnh này sống rồi sống bên nước ngoài, nhưng mà sống nước nào? Hay là tai sai của bao que vậy? Mở miệng ra rồi dòm lại coi ai dốt. Có dốt hay không cũng yêu nước, có dốt hay không cũng bảo vệ nước, chứ không có phản nước, nghe chưa? Thanh Tuyền Nguyễn. Rồi, cái vấn đề cuối cùng tôi sẽ chia sẻ về cái ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nha quý vị. Thì báo ở bên Mỹ và báo ở Việt Nam đều đăng tải cái vấn đề mà hát mà leo lên trên cái đài phun nước mà bị tai nạn, mà cái đài phun nước nó rớt xuống dập cái chân mà bị cắt hai cái ngón chân đó quý vị. Thì ở trên báo Việt Nam bây giờ đăng cũng đầy rồi quý vị. Và trong cái câu chuyện đó, lý do ngày hôm nay mà tại sao tôi chia sẻ đến tất cả mọi người là cái vấn đề là anh ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng này đó đến biểu diễn tại ngay chỗ cái buổi đó, mà khi mà bị tai nạn và vô duyên vô cớ đòi chủ nhà đền cho mình là 50 triệu đô, mà 50 triệu đô là tương đương là gần 1.300 tỷ nha quý vị. 1.300 tỷ đó là 50 triệu đô. Thì tôi sẽ chia sẻ trên một cái tài khoản TikTok nói về cái vấn đề của anh ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng này. Được gia đình coi là bạn thân nên mới mời đến hát, thế nhưng Mr. Đàm đã kiện vì yêu cầu bạn thân phải bồi thường cho mình là 1.000 tỷ đồng. Nói vậy thôi chứ 50 triệu đô là nó đã gần 1.300 tỷ đồng, 1.300 tỷ đó quý vị. Ca sĩ Bích Tuyền, vợ chồng tôi rất là buồn và tổn thương vì coi Đàm Vĩnh Hưng như em trai trong nhà. Nhưng Hưng cũng gọi chúng tôi là bạn thân thiết, nhưng lại đi kiện chồng tôi để đòi 1.300 tỷ đồng dù chúng tôi không hề có lỗi. Lý do vì sao nó lại là như vậy? Thì bây giờ tôi chia sẻ đến tất cả mọi người xem qua cái đoạn video clip này nha quý vị. Đó, thì cái đoạn video clip này là ở thường cái biệt thự á, là ở chính giữa nó có nguyên một cái giống y như là cái làm cái phun nước lên cho nó đẹp đó quý vị. Thì cái anh ca sĩ này mới đứng lên trên cái bục đó để nhảy. Thì trước đó là có ca sĩ Hồng Ngọc với lại ca sĩ gì đó, quên rồi, Lương Triệu Vũ gì đó nhảy. Nhưng mà tới cái anh ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng này á mới lên trên đây nhảy.
thì rốt cuộc á, là mới bị tai nạn là rớt cái cục này xuống trúng cái chân, và nói là cắt cục hai cái ngón, tại vì nó dập hai cái ngón chân, nó giống y như là cắt cục hai ngón, đại khái nó là như vậy. Thì bây giờ tôi mời tất cả mọi người xem qua một cái clip trích ngang, rồi xong sau đó tôi sẽ đọc một cái bài báo chia sẻ. Báo bên Mỹ và báo bên Việt Nam cũng đã đăng rất là nhiều lý do vì sao. Thì sau khi mà xem qua cái này thì quý vị có cảm thấy là quý vị đều có ý kiến nha quý vị. Nhưng theo như tôi thấy là anh ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng mà đòi đền 50 triệu đô với cái tiền Việt Nam là 1.300 tỷ thì quá là vô lý quý vị. Thì không biết là quý vị coi như thế nào. Thì không biết là quý vị có cái ý kiến nó có giống tôi hay không. Nhưng mà qua những cái này thì tôi cảm thấy rất là vô lý. Thì bây giờ tôi mời tất cả mọi người nghe qua cái đoạn video clip này, rồi xong sau đó tôi sẽ chia sẻ một cái bài báo nữa quý vị. Từng là bạn thân giúp đỡ toàn bộ viện phí khi nhập viện tại Mỹ, nay nam ca sĩ đã chuyển sang khởi kiện ngược lại nữ ca sĩ đại gia ra tòa. Mới đây vụ việc chấn động giới nghệ sĩ tại Mỹ chính là vụ việc nam ca sĩ Hằng A khởi kiện cặp vợ chồng nữ ca sĩ và vị đại gia người Mỹ. Dù chưa rõ đúng sai nhưng vụ việc này đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người, nhất là trong bối cảnh nam ca sĩ này bị cấm diễn ở Việt Nam trong suốt 9 tháng vừa qua. Khởi kiện này có hoàn toàn đúng luật và lương tâm chính là câu hỏi của nhiều người. Bối cảnh câu chuyện diễn ra khi anh ca sĩ Hằng A sang Mỹ biểu diễn tại một buổi tiệc chào đón năm mới tại dinh thự riêng biệt của một nữ ca sĩ cùng với vị doanh nhân triệu phú ở dinh thự trị giá 60 triệu đô la của hai vợ chồng này. Được biết, đây là buổi biểu diễn do nữ đại gia khác đến ra làm host và mời nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đến để biểu diễn và cùng chia sẻ chào đón năm mới. Trong đó có nam ca sĩ Hằng A này. Ngôi sao cho biết trong lúc hát, anh bước lên một cái chiếc bồn nước với nhiều người nhảy xung quanh. Nam ca sĩ đứng trên vòi phun nước và trượt ngã và chiếc mâm đó rơi xuống đè lên đôi bàn chân của anh. Vết thương sâu nên anh được đưa vào bệnh viện để điều trị. Đáng chú ý là vợ chồng nữ ca sĩ và vị đại gia người Mỹ này và anh nam ca sĩ Hằng A có mối quan hệ vô cùng thân thiết và tốt đẹp trước đó. Sau vụ việc đáng tiếc nói trên thì cặp vợ chồng nữ đại gia này đã tài trợ toàn bộ viện phí cho anh nam ca sĩ trên. Đồng thời họ đã hủy rất nhiều lịch trình và chuyển sang Việt Nam để tập luyện và tham gia show diễn Ngày Anh Thắp Sao Trời cùng với năm sắp tới đây. Anh dự kiến sẽ có một biểu diễn tại Mỹ. Liệu rằng vụ việc này có làm ảnh hưởng tới sự nghiệp của nam ca sĩ nói trên? Hãy cùng Khánh theo dõi tiếp những thông tin tiếp theo nhé. Đó, nói đại khái là cái chỗ mà anh ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng này tới để mà biểu diễn đó quý vị, là do một ca sĩ khác để tổ chức mời về hát, tức là mời hát để nhận tiền cát xê đó quý vị. Nhưng mà cái ngôi nhà, cái biệt thự đó là của vợ chồng ca sĩ Bích Tuyền. Tại vì ca sĩ Bích Tuyền là chồng của chị ấy là một tỷ phú ở bên Mỹ. Và cái căn biệt thự đó trị giá là 60 triệu đô. Đó, thì cái người bạn kia mới mượn cái vị trí đó và tổ chức lên một cái show diễn và mời ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và tất cả những ca sĩ khác đến để biểu diễn. Đó, thì ngay chỗ cái bục mà phun nước lên đó quý vị thì đâu có ai đứng lên đó, nó rất là nguy hiểm. Tại vì buổi tối khi mà nhạc nó lung linh đó quý vị, thì khi mà mình nhảy nó có thể trượt chân tại vì nước mà. Đó, thì đó là nó xảy ra cái tai nạn bất ngờ mà nhà này là nhà mượn của người ta. Tức là chủ nhân của cái ngôi nhà đó là bạn bà ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, là người ta coi như người em trong nhà, quen biết. Đó, người ta mới cho mượn cái biệt thự của một người ca sĩ khác để tổ chức để mời ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng về hát. Thì sau khi lên hát sung quá, té sung quá, bắt đầu cái dịnh vô trong cái đài phun nước, nó ngã xuống sau, nó dập hai cái ngón chân đi. Thì hai cái ngón chân đó quý vị, đền người ta yêu cầu chủ nhà đền ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng là 50 triệu đô. Mà 50 triệu đô tương đương với 1.300 tỷ thì nó có vô lý hay không? Thì bây giờ tôi mời tất cả mọi người xem qua một cái bài báo này sẽ nói rõ ngọn ngành hết nha quý vị. Đó, thì một cái bài báo đăng với cái nội dung như thế này nè quý vị. Nóng, clip Đàm Vĩnh Hưng leo lên cái đài phun nước nhà của tỷ phú gây tai nạn. Liên quan đến vụ Đàm Vĩnh Hưng đi diễn ở bên Mỹ và bị tai nạn đứt lìa hai ngón chân trong cái bữa tiệc tại dinh thự của tỷ phú ở bên Mỹ, chồng của ca sĩ Bích Tuyền, và bị cái mảnh vỡ từ cái vòi phun nước rơi xuống cái chân. Mới đây đã có cái clip hé lộ trên mạng xã hội Đàm Vĩnh Hưng nhảy bên cái đài phun nước. Theo thông tin trước đó, nam ca sĩ cho rằng chồng của ca sĩ Bích Tuyền đã sử dụng đài phun nước bằng bê tông ngoài trời sân khấu, bàn để đồ uống, đài phun nước rơi xuống đè lên chân của Đàm Vĩnh Hưng, xuyên cả chiếc giày da của nam ca sĩ, khiến mấy ngón chân của anh ta bị đứt lìa. Sau đó Đàm Vĩnh Hưng đã nộp đơn kiện ra tòa thượng thẩm ở bang California, Mỹ, kiện ông tỷ phú chồng của ca sĩ Bích Tuyền. Trong đơn kiện, nam ca sĩ cho rằng ông tỷ phú Mỹ đã thiếu trách nhiệm dẫn đến việc anh bị thương nặng và phải cắt bỏ một số ngón chân. Chính ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nói trong cái status đăng trên trang cá nhân ngày 21 tháng 2
năm 2024. Vài ngày sau sự cố, rằng anh muốn đứng lên cái vị trí cao để các khán giả ở xa có thể nhìn thấy được mình, nào ngờ khu vực không an toàn lắm. Ngã ào xuống nước, vết thương khá sâu, phải vào bệnh viện khâu rất nhiều mũi, ảnh hưởng nặng nề đến việc đi lại của anh Hưng. Mr. Đàm đã viết trên trang cá nhân việc Đàm Vĩnh Hưng tự ý lên đài phun nước để biểu diễn và bị tai nạn. Liệu có phải trách nhiệm của vợ chồng ca sĩ Bích Tuyền hay không? Dư luận bàn tán rất là nhiều về chuyện này, trong đó câu hỏi được đặt ra rất là nhiều, nhất là vì sao Đàm Vĩnh Hưng lại đến cái khu vực gần đài phun nước dẫn đến bị tai nạn. Sau đó khi bị tai nạn thì Đàm Vĩnh Hưng đã được vợ chồng của ca sĩ Bích Tuyền đưa vào bệnh viện để điều trị. Ca sĩ Bích Tuyền tiết lộ Đàm Vĩnh Hưng vốn đã hỏi ông tỷ phú là chồng của ca sĩ Bích Tuyền nếu đưa 15 triệu đô là khoảng 381 tỷ đồng tiền Việt Nam thì Đàm Vĩnh Hưng sẽ không khởi kiện vợ chồng cô. Tuy nhiên, vị tỷ phú cảm thấy số tiền đó vô lý vì tai nạn xảy ra không phải là lỗi của vợ chồng họ. Không đạt được yêu cầu, Đàm Vĩnh Hưng đã đưa đơn ra tòa với cái số tiền đòi bồi thường lên đến 50 triệu đô la, khoảng 1.300 tỷ tiền Việt Nam đồng. Đó. Thì qua cái vụ việc này thì quý vị thấy như thế nào quý vị? Cái thứ nhất là cái căn nhà đó của vợ chồng tỷ phú là cái chị ca sĩ Bích Tuyền này lấy chồng là tỷ phú ở bên Mỹ. Và cái căn nhà đó là vợ chồng của chị ca sĩ Bích Tuyền này là cho mượn. Cho mượn để tổ chức lên một cái sự kiện mà cái người mà để mời ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng qua bên bển hát là một cái người ca sĩ khác quý vị. Đó, thì khi mà cho mượn nhà rồi xong bắt đầu hứng quá lên nhảy, rồi cái dịnh, cái tay dịnh vô ngay chỗ cái đài phun nước, mà thật ra cái đó là mình đâu có leo lên được quý vị, mà mình leo lên để cho bị tai nạn rớt xuống. Mà mới đầu á, là Đàm Vĩnh Hưng thỏa thuận với chồng của cái chị ca sĩ là nói nhỏ, tức là bồi thường cho 15 triệu đô đi, là tương đương gần 400 tỷ tiền Việt Nam, thì sẽ không đưa đơn khởi kiện. Đó, nhưng chồng của cái chị ca sĩ Bích Tuyền là cái người tỷ phú bên Mỹ, ông nói trách nhiệm đó không phải. Thì quý vị đặt trường hợp đi, bây giờ nè, nhà quý vị cho mượn mà nó phá, ăn chơi sung quá, cái là phá, làm hư tài sản của người ta nữa, mà bây giờ lại đền, lại nói ra cái người chủ nhà không có trách nhiệm, là khi mượn nhà mà khi họ xảy ra vấn đề gì là phải bồi thường cho họ. Đó, thì cái người tỷ phú đó họ không có đồng ý, thì ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng mới làm đơn khởi kiện ra tòa là yêu cầu bồi thường với cái mức giá là 50 triệu đô, tương đương với 1.300 tỷ Việt Nam đồng. Thì quý vị thấy trong cái câu chuyện này thì ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đòi nó có hợp lý không quý vị? Theo tôi thấy vô lý vô cùng. Đúng không quý vị? Nhà cho mượn, trong khi ăn chơi phá tài sản hư của người ta, người ta chưa đền là may lắm rồi, mà bây giờ là đòi người ta đền với một cái số tiền quá là kinh khủng luôn quý vị. Thì tôi không biết là cái luật bên Mỹ như thế nào nha quý vị. Cho mượn nhà, nhưng mà cái người mà họ tới sử dụng nhà của mình mà họ bị tai nạn thì có đền hay không? Đó là luật bên Mỹ tôi không biết. Nhưng với cái góc độ mà luật của Việt Nam, tôi thấy cái này vô lý rồi đó. Anh mượn nhà của tôi mà anh chơi, mà anh làm hư cái nhà của tôi, anh còn phải đền nữa. Chứ đừng có nói là anh bị tai nạn, anh phá hoại tài sản của tôi mà anh bắt tôi đền với số tiền đó là vô lý rồi đó quý vị. Đó, thì trong cái câu chuyện này thì quý vị thấy là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đúng hay sai? Với cái góc nhìn ở Việt Nam, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng sai hoàn toàn quý vị. Còn nếu ở bên Mỹ thì luật bên Mỹ như thế nào thì tôi không biết. Nhưng tôi nghe nói là Đàm Vĩnh Hưng biết được là cái căn nhà đó, là ông tỷ phú của cái căn nhà đó, chồng của ca sĩ Bích Tuyền, có mua bảo hiểm cho căn nhà đó, cho nên là mới dạng như là đòi bồi thường đó quý vị. Quá trời quá đất luôn rồi quý vị. Cho nên là cái việc của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã bị cấm diễn với cái lý do là mặc đồ. Thì báo Thanh Niên có đăng vào ngày 19 tháng 7 năm 2024, là mới tháng 7 đây thôi đó quý vị. Thì trong lúc thời gian này thì ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng là bị cấm diễn, nhưng mà cấm diễn ở tại Việt Nam. Nhưng cái luật đó áp dụng ở bên Mỹ thì tôi nghĩ là không được, tại vì Đàm Vĩnh Hưng có hai quốc tịch Mỹ và quốc tịch Việt Nam. Cho nên ở Việt Nam bị cấm diễn, nhưng mà bên Mỹ tôi nghĩ là được diễn, cho nên mới được mời qua bên Mỹ để diễn. Thì Đàm Vĩnh Hưng bị cấm diễn vì lý do gì? Vì lý do là từ việc ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị cấm diễn 9 tháng, bị phạt hành chính là 27 triệu rưỡi đồng vì mặc trang phục biểu diễn có quy chương lạ. Nhiều sinh viên, nhà thiết kế thời trang cần cẩn thận trong việc sáng tạo để không làm ra những cái sản phẩm, hình ảnh trái với thuần phong mỹ tục dân tộc. Đó, những quy chương lạ đó là không biết là của nước nào, nhưng nó không phải là của Việt Nam. Thì đã bị phạt cấm diễn 9 tháng quý vị, là bắt đầu mới là đi qua bên Mỹ. Nhưng mà nghe đồn thôi chứ là mình không biết chính xác nha quý vị. Tôi nghe đồn về vấn đề này là ca sĩ này là bị mắc nợ, đánh bài bị mắc nợ,
cho nên là lợi dụng trong cái câu chuyện này để mà bồi thường vợ chồng của ca sĩ Bích Tuyền. Mà trong cái vấn đề luật tôi không nói đi, tôi nói về cái vấn đề bạn bè đây quý vị, cho nên quý vị rút kinh nghiệm. Bên Mỹ hay bên Việt Nam gì cũng vậy, làm ơn có giàu cỡ nào đi chăng nữa cũng đừng bao giờ cho mượn nhà. Nhất là vấn đề quá thần tượng bắt đầu cho những người nghệ sĩ, ca sĩ mượn nhà để tổ chức những cái party đó quý vị. Đó, thì khi cho mượn nhà là họ đã làm dơ hết căn nhà của mình rồi, mà trong khi đó họ làm cái gì đó phải chịu trách nhiệm và bắt mình bồi thường nữa quý vị. Trong khi cái căn nhà, cái biệt phủ đó của người ta trị giá là 60 triệu đô, bây giờ đền ta 50 triệu đô quý vị, đang kiện ra tòa. Thì quý vị thấy là cái vấn đề này kiện ra tòa thì luật bên Mỹ tôi không biết nha quý vị, chứ ở Việt Nam là Đàm Vĩnh Hưng thua hoàn toàn, còn luật bên Mỹ thì tôi không biết. Nhưng nói về cái góc độ mà đạo đức với lại tình bạn thì Đàm Vĩnh Hưng chơi kiểu này là không được rồi, đâm sau lưng bạn rồi, người ta coi mình như là một người em trai và rất là thân thiết quý vị. Và trong khi đó cái căn nhà này của vợ chồng ca sĩ Bích Tuyền là cho mượn, chứ không phải là người ta mời về để tổ chức trong cái buổi tiệc nhà của người ta nữa. Mà trong khi vừa bị tai nạn là vợ chồng của ca sĩ Bích Tuyền đã đưa vô bệnh viện và tất cả những chi phí là vợ chồng ta lo hết rồi. Còn nói nhỏ là kêu đền 15 triệu đô đi, còn nếu không chịu thì kiện ra tòa tới 50 triệu đô, quá trời quá đất. Thì quý vị thấy là cái vụ kiện này như thế nào? Chứ theo như tôi thấy là cái người bạn kiểu này là chơi không có được rồi đó quý vị. Mình chơi mình phá hoại tài sản của người ta, cái khi mình đòi người ta bồi thường người ta nói đó là lỗi không phải vợ chồng ta. Đúng rồi, đâu phải là lỗi vợ chồng người ta gây ra. Thì ca sĩ này mới nói là vợ chồng đó không có trách nhiệm. Đó, bạn thân đó, ca sĩ bạn thân đó, nhất là ca sĩ hạng A đó, ghê chưa quý vị. Đụng vô cái là đòi bồi thường theo kiểu hạng A không đó. 50 triệu đô là 1.300 tỷ đó quý vị. Chơi với ca sĩ hạng A đi, chơi với nghệ sĩ hạng A đi, đụng chuyện cái bán tài sản để đền đó, ghê không quý vị. Cho nên trong cái câu chuyện này luật bên Mỹ như thế nào tôi không biết, nhưng luật Việt Nam nói về tình ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng sai, nói về luật ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng sai luôn. Còn bên Mỹ thì sao thì tôi không biết nha quý vị. Còn ngày hôm nay thì phần 172 thì tôi kết thúc video ở đây. Thân ái chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả, hẹn gặp lại video tiếp theo. Bye bye.